Chương 164, chạy không khỏi mệnh cách năm. Hạ Triều Ca cực kỳ khiếp sợ, cũng cực lực phản đối. Tang sự của mẫu hậu con đều giản lược, cả nước sẽ cùng chúc mừng hôn sự của con. Hạ Hạo Miểu nói, "Không, phụ hoàng con không đồng ý." Triều Ca, phụ hoàng từ trước tới giờ đều không miễn cưỡng con, nhưng lần này không thể tương lượng. "Phụ hoàng, Hạ Hạo Miểu uể hoài phất tay một cái ông nói, "Thiên Túng, chuyện này giao cho con làm. Chấm mệt rồi, các con đều trở về đi." nhưng mà phụ hoàng. Hạ triều ca còn muốn phản đối, nhưng hạ hạo miều đã nhắm hai mắt lại. Triều ca, trở về đi hạ thiên túng kéo hạ triều ca cùng hề minh húc ra khỏi càn khôn điện. Đi ra ngoài điện, hạ thiên túng sai công nhân đưa hề minh húc về trước hắn một mình đi cùng hạ triều ca dưới ánh hoàng hôn. Ánh chiều tà ửng hồng trải dài trên mặt đất nhuộm lên toàn bộ hoàng cung vẻ bi tráng tươi đẹp. Bóng hạ chiều ca cùng hạ thiên túng kéo rất dài. Chiều ca, nghe phụ hoàng an bài đi người chỉ muốn tốt cho muội thôi. Tại sao phải cách chức Minh Húc, bẻ gãy cánh rồi đem nhốt hắn vào trong lồng son, chuyện này không công bằng với hắn. Muội có biết 10 năm trước mẫu thân của hắn chết thế nào không? Hạ Triều Ca sững sờ, nàng chỉ biết là có liên quan tới phụ hoàng, nhưng không biết cụ thể vì sao. Mẫu thân Hề Minh Húc là quận chúa Cảng Quốc, Hạ Triều Ca sững sốt trên mệnh cách không viết, nàng cũng không biết chuyện này muội suy nghĩ một chút đi, trong tay hề ra nắm quyền cao, mà hề hoàng tân đối với bà ấy rất thâm tình, vạn sự đều lấy bà ấy làm đầu. Phụ hoàng sao có thể yên tâm, cho nên lúc đầu phụ hoàng vì phá hoại bọn họ mà ban thưởng cho hề hoàng tân một cô tiểu thiếp. Là tiểu thiếp cũng là nội gián, nhưng cuối cùng tiểu thiếp kia không thể tự kiềm chế mà thích hề hoàng tân, bởi vì đố kỵ sinh hận mà hại chết bà ấy. Hạ triều ca than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Kết quả này, mặc dù không phải là ý của Phụ Hoàng, nhưng người cũng không phản đối, xem như là ngầm đồng ý, đây chính là tử thù. Hạ Triều ca nhẹ giọng nói. Cho nên, nếu như đôi cánh của Hề Minh Húc chưa gãy, sao Phụ Hoàng dám gả muội cho hắn? Phụ Hoàng đều muốn tốt cho muội thôi. Hạ Triều ca yếu ớt thở dài, nàng còn có thể nói cái gì đây? Nhưng vì sao phải vội vã như vậy? Mẫu hậu mới vừa đi, muội làm gì có tâm tình thành hôn? Triều ca thông minh như muội thật sự không cảm giác được gì sao? Hạ triều ca yên lặng, nàng cảm giác được nhưng không muốn thừa nhận. Hạ hạo miều đang dặn dò hậu sự, người cảm giác bệnh của mình đã không còn nhiều thời gian. Điều người vướng bận nhất chính là sau này nàng có một bến đỗ tốt hay không? Cho nên người rất muốn trước khi rời đi thấy chính mình xuất giá. Đây là một chút lo lắng vất vả của người làm phụ thân hạ triều ca có thể hiểu nhưng không thể nào tiếp thu được tiếp thu người sẽ rời đi tất cả mọi thứ đều tiến hành dựa theo vòng quay mệnh cách hạ hạo miểu bệnh nặng hạ thiên túng trông coi đất nước hôn lễ giữa nàng và hề minh húc chậm lại một năm hôn nhưng vẫn thành hề minh húc bị bẻ gãy đôi cánh nhốt tại chiếc lồng son trong phủ công chúa hạ triều ca hít sâu một hơi một trận cảm giác bất lực ập tới chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh sao Hạ triều ca cùng Hạ Thiên Túng đi rất xa, bất chi bất giác nàng lại đi về triều vân cung. Triều ca bảo trọng bản thân cho tốt, hề Minh Húc có thể vì muội làm đến mức này không dễ dàng, nhưng cũng không thể cam đoan trong lòng hắn không có ý gì khác. Hạ Thiên Túng thở dài, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hoàng huynh, muội sẽ bảo trọng. Ngược lại mấy ngày nay huynh phải vất vả nhiều. án mẫu hậu phóng hòa hiện tại thế nào rồi? chương 165, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu một Trích trong bài thơ Hàm Dương Thành Đông Lâu của Hứa Hồn, nhằm chỉ mưa gió trước cơn rông bão. Lâu lâu để nguyên câu thơ đọc cho hay, dịch bảy bạ mất hay, hạ thiên túng nhăn mày. Trong con ngươi tràn ngập hận ý. Hạ tuyết mạn đã bị nhốt vào thiên lao, nàng một mực chắc chắn chuyện này là do công chúa càng quốc địch lam thấm cùng sư đệ đoạn thiên diễn của muội gây nên. Hạ triều ca sững sờ. Cái kết quả này là gì thế? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Địch Lam Thấm, Đoạn Thiên Diễn, Hạ Tuyết Mạn. Mẫu hậu nàng trước khi chết đã nói không hy vọng nàng bị cuốn vào trận sóng gió này. Đây là trận sóng gió gì chứ? Hạ Triều ca dường như thấy một bàn tay vô hình phía sau bọn họ đang điều khiển tất cả. Bầu trời ly quốc phải thay đổi. Muội trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta nhất định sẽ tra ra manh mối, muội không cần quan tâm, chờ ngày lành tháng tốt thành thân là được. Hạ Thiên Túng tự tay vỗ vỗ bà vai Hạ Triều Ca, ý bảo nàng an tâm. Hạ Triều Ca gật đầu đi vào trong Triều Vân Cung. Trở lại cung, Hạ Triều Ca thấy cảnh tượng thế này: Hề Minh Húc đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn bày đầy đủ thức ăn thơm ngào ngạt. Hắn đang ngồi trên xe lăn chờ đợi. Trong đầu Hạ Triều Ca bỗng nhiên xuất hiện một chữ nhà. Tất thần gì đấy, nhanh tới ăn cơm. Lúc trước ở Bắc Cương dùng cách bỏ đói nàng một tháng, nuôi cho nàng mập mạp. Bây giờ không cần chịu đói, tự giác một chút, ăn nhiều một chút nhé. Hạ Triều ca gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh Hề Minh Húc. Dù khổ sở cũng phải ăn cái gì đó, dù khó khăn thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng được, được. Nàng tuyệt đối không phải loại người chịu đà kích liền không gượng dậy nổi, còn rất nhiều việc chờ nàng làm. Một bữa cơm dần dần ăn xong. Biểu hiện của Hạ Triều ca so với ai khác đều kiên cường hơn, nên tuyệt đối không ăn ít hơn chút nào dùng xong bữa tối hạ triều ca đẩy hề minh húc ra ngoài tản bộ trăng treo đầu cành liễu người hẹn ước hoàng hôn trong tình cảnh này hai người đều thích thú hưởng thụ triều ca án hoàng hậu nương nương phóng hỏa có tiến triển gì không hề minh húc thấy nội dung lá thư này cũng nhìn thấy mẫu hậu nàng tự sát việc này không phải hắn gây nên cũng không cần giấu giếm hắn làm gì Hoàng Huynh nói, đã đem hạ tuyết mạn giam vào thiên lao, hạ tuyết mạn một mực chắc chắn là lam thấm cùng thiên diễn gây nên. Hề Minh húc nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó hắn nói. Vậy chính là địch phỉ nhiên cũng có liên hệ trong đó. Nếu không ngày đó phát sinh việc lớn như vậy, ai sẽ thèm quan tâm lam thấm cùng thiên diễn? Hạ Triều ca cười nhạt một cảnh thức địch vì nhiên, rất hiển nhiên bọn chúng đã cấu kết cùng nhau, cho nên lúc đàm phán, càng quốc tiếp thu toàn bộ điều kiện của ly quốc bồi thường ba tòa thành chi. Hề Minh Húc phân tích nói, chỉ là như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu một cá nhân. Hạ triều ca cười nhặt thiếu một kẻ liên hệ với mẫu hậu, bọn chúng một kẻ là triều thần, một kẻ là hoàng tử, đơn giản là không thể vào cung gặp mẫu hậu ta được. Bởi vậy đầu mối liền rõ ràng. Chỉ là, bọn chúng lấy cái gì đến bức ép hoàng hậu, lại muốn làm gì đây? Hề minh húc rơi vào trầm tư. Mẫu hậu dù có chết cũng muốn bảo vệ bí mật, sợ rằng phía sau liên hệ rất rộng, hơn nữa, rất bất đắc dĩ, không thể vãn hồi, không thể thay đổi. Nếu như hoàng hậu nương nương không tự sát, mục đích thật sự bọn chúng muốn hoàng hậu làm gì nhỉ? Sự thành công sau mục đích của chúng rất thâm ý, rất đáng để người ta suy nghĩ sâu xa. Hạ chiều ca thở dài một hơi, trong lòng lại tuôn ra một cơn đau khó tả, dường như nội tâm đang bị lửa lớn tiêu đốt bất luận là gì, ta đều sẽ tra rõ ràng rành mạch. Chiều ca, nếu như sự thật phía sau có thể nàng không cách nào tiếp thu được hậu quả của nó nàng cũng không thể gánh nổi, nàng còn muốn tra không? Hoàng hậu dù chết cũng muốn giấu giếm, không phải không có lo lắng. Trường 166, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu 2 tâm hạ chiều ca trầm xuống, đừng điều tra, đừng nhúng tay sao nàng làm không được dù sao nàng cũng không tránh khỏi cái chết. Mặc dù đây chỉ là một lần chuyển thế, nhưng có một số việc đáng để nàng kiên trì bằng không nàng sẽ hối hận. Cha hạ triều ca cực kỳ kiên định. Ta sẽ không để cho mẫu hậu chết vô ích càng không để cho người sau lưng ung dung ngoài vòng pháp luật bất cứ kẻ nào tổn thương hạ gia ta cũng đều không bỏ qua. Hề minh húc khẽ thở dài. Thần sắc có chút đau thương. Triều ca ta sẽ giúp ngàng. Ừ hạ triều ca đầy bụng tâm sự lời của hạ thiên túng còn nấn ná trong lòng nàng giống như một đám mây đen luồn quẩn không đi chúng ta trở về đi nghỉ ngơi cho thật tốt được hạ triều ca đầy hề minh húc về phòng ánh trăng dần tràn ngập côn trùng không biết mệt mỏi kêu dâm ran hạ triều ca thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng đi ra cửa phòng đi về phía thiên lao thủ vệ thiên lao thấy hạ triều ca trực tiếp cho đi theo con đường âm u ẩm ướt trong thiên lao vào trong trong gian nhà tù cuối cùng Hạ Triều Ca nhìn thấy Hạ Tuyết Mạn. Lúc này nàng ta đang bọc một cái chăn ngủ trên mặt đất thật sự rất thư thái. Hạ Triều Ca cười nhạt, dám ngục mở cửa phòng giam tiếng xích sắt làm Hạ Tuyết Mạn tức tình. Hạ Tuyết Mạn mở đôi mắt mông lung, khiếp sợ khi thấy Hạ Triều Ca đi tới, nàng ta thậm chí còn cho là mình nằm mơ. Hạ Triều Ca, sao ngươi lại tới? Hạ Tuyết Mạn trừng lớn hai mắt, tới xem ngươi chết chưa Hạ Triều Ca lạnh lùng nói ta rất khỏe mạnh, ta còn tưởng rằng ngươi bị bỏng thành tàn phế, đang cao hứng đây. Hạ tuyết mạn không che giấu chút chán ghét nào với hạ triều ca. Bốp một tiếng, tiếng bàn tay thanh thúy vang vọng cả nhà tù. Hạ tuyết mạn bị hạ triều ca tắt một cái ngã xuống đất gương mặt sưng lên một cục to, khóe miệng còn trào ra một vệt máu tươi. Hạ tuyết mạn che mặt, khiếp sợ nhìn hạ triều ca, nàng ta quả thực không thể tin chuyện xảy ra. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Đánh ngươi thì như thế nào? chọc giận ta, giết ngươi cũng là chuyện nháy mắt thôi. Hạ chiều ca mặt không đổi sắc nghiêm túc không có một tia đùa cợt nào. Ngươi, ngươi thật sự vô pháp vô thiên sao. Hạ tuyết mạn đau đến chảy nước mắt mặc dù nàng ta không được sùng ái nhưng từ bé đến giờ cũng chưa từng bị đánh. Nếu như phụ hoàng cầm quyền, người có lẽ sẽ còn nhớ tình phụ thân nữ nhi. Nhưng bây giờ người ngã bệnh, hoàng huynh một tay lũng đoạn triều chính, người đoán ta muốn giết ngươi. Chân mày người có thể nhíu một cái hay không? Hạ tiết mạn nghe nói thế toàn thân run rẩy. Nếu như phụ hoàng ắt sẽ nhớ tình cảm phụ thân nữ nhi, nhưng hạ thiên túng sẽ không như thế, trong mắt hắn chỉ có hạ triều ca, chỉ thừa nhận một người muội muội này. Nhưng càng khiến hạ tiết mạn sợ hãi hơn là bây giờ, hạ triều ca ăn nói có ý tứ, mặt không đổi sắc, ra tay tàn nhẫn. Hạ Tiết mạn chán ghét hạ triều ca trước giờ đều không che giấu, nhưng hạ triều ca chưa bao giờ tính toán với nàng, đến nhìn còn chẳng thèm liếc nàng ta một cái. Vì vậy, hạ tuyết mạn lâu dài sẽ là một vài việc không liên quan để ngáng chân hạ triều ca. Ví dụ như khi nàng trốn học tố cáo nàng với phu từ Việc này trong lòng hạ triều ca đều biết nhưng xưa nay không tính toán với nàng ta. Cho nên hạ tuyết mạn cũng căn bản không cần che giấu. Nhưng bây giờ hạ triều ca xa lạ đến mức khiến nàng ta cảm thấy đáng sợ, nàng ta không chút nghi ngờ hạ triều ca thực sự có can đảm giết nàng ta. Người, người muốn thế nào? ngày đó phượng nghi cung cháy, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Hạ triều ca giận tái mặt. Hạ tuyết mạn sững sờ, nàng ta rơi vào trong hồi ức. mươi 167, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu Ba. Ngày đó, Hạ Tiết Mạn không hiểu sao lại bị Hoàng hậu Bạch Tâm Lăng triệu kiến. Lúc vào Phượng Nghi Cung, hết thảy đều bình thường, nàng ta cũng không có phát hiện manh mối gì nhưng làm nàng ta nghi hoặc khó hiểu là hơn nửa đêm tại sao hoàng hậu muốn chịu kiến nàng ta còn nói vái chuyện trả liên quan. Cho tới sau này, khi Phượng Nghi Cung gặp chuyện không may, nàng ta bị tống vào ngục cũng không biết vì sao, cho đến khi địch phì nhiên đến. Trong thiên lao âm u lạnh lẽo, một mình hạ tiết mạn khủng hoảng sợ hãi đợi trong phòng giam xa lạ. Xung quanh đều là dán con lão chuột, mặt đất không có một chỗ nào sạch sẽ, thống khổ khiến kẻ được nuông chiều từ bé như nàng dường như muốn chết ngày đó, địch phỉ nhiên đến thăm nàng ta. Đó là nam nhân nàng thích từ lâu, hắn ăn nói lưu loát, hắn yêu nhã, hắn khí phách không cái nào không làm nàng mê muội Mà ở thời điểm nàng ta chán nản nhất tới cứu nàng vẫn là địch phỉ nhiên. Chuyện này khiến nàng ta càng thêm cảm động không thôi. Ngày đó hắn mang chăn bông, thức ăn, còn có một chút tư trang cần thiết cho nàng. Tuyết mạn, nàng chịu khổ rồi. Ngón tay thon dài của địch phỉ nhiên đùa bỡn hạ khuôn mặt tuyết mạn cũng trêu chọc trái tim đang kinh hoàng của nàng ta. Tam hoàng tử, van cầu ngài mau cứu ta có được không? Không phải ta phóng hỏa, chuyện gì ta cũng không biết hết. Hạ tuyết mạn khóc đến rối tinh rối mù. Tuyết mạn, ta tới là để cứu nàng đó. Địch phỉ nhiên thần sắc ôn nhu, trong giọng nói mang theo từng tia mị hoặc làm người ta lún sâu. Chuyện này là hoàng muội không biết phấn đấu của ta làm. Địch phỉ nhiên yếu ớt thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ thất vọng mà hạ tuyết mạn lại cực kỳ khiếp sợ nàng làm sao cũng chưa từng hoài nghi địch lam thấm sao lại thế con bé và đoạn thiên diễn yêu đương vụng trộm bị hoàng hậu nương nương phát hiện để giữ bí mật bọn họ phóng hỏa giết người diệt khẩu vậy hiện tại bọn họ thế nào chạy rồi toàn thân hạ tuyết mạn run lên sợ hãi lan tràn trong lòng bọn họ chạy rồi vậy chẳng phải là ta bị hãm hại sao ta không muốn không phải ta làm địch phì nhiên ôn nhu sờ đầu hạ tuyết mạn nhẹ nhàng hôn trên trán nàng ta một cái. Cảm giác tê tê dại dại khiến tâm hạ tuyết mạn sao động cả người hoàn toàn rơi vào tay giặc coi địch phỉ nhiên cọng dơm cứu mạng duy nhất. Nghe lời ta, nếu bị hỏi nàng cứ nói, lúc nàng rời khỏi phượng nghi cung tận mắt thấy bọn họ yêu đương vụng trộm bị hoàng hậu răn dày, bây giờ bọn họ đang tránh án. Hạ tuyết mạn mãnh liệt gật đầu, con mắt lóe sáng, lòng cũng ấm áp theo. Nhẫn nhịn một thời gian nữa ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài. Nhớ kỹ, bất kỳ ai hỏi nàng, nàng đều không được sửa miệng, bằng không ta sẽ không cứu được nàng." Hạ Tuyết Mạn nhớ lại một đoạn chuyện này, trong lòng còn hiện lên từng tia ngọt ngào. Chăn bông dưới người nàng, y phục nàng thay, còn có thức ăn mỹ vị, đều là người trong tim người cho nàng. Đó là người nàng ta yêu, cũng là người duy nhất có thể cứu nàng. Hạ Triều Ca thấy bên khóe miệng Hạ Tuyết Mạn không che giấu được nụ cười, vẻ mặt càng thêm âm trầm nụ cười như thế chỉ có nữ nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt mới có, như vậy chỉ có một khả năng, địch phì nhiên đã tới. Ngươi không định thẳng thắn sao? Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta đã thẳng thắn, ta nói chính là sự thật. Hạ tiết mạn một mực chắc chắn, nàng còn oán hận nhìn hạ triều ca. Các ngươi lúc nào thả ta ra ngoài? Ta vô tội, là tam công chúa càng quốc còn có tiểu sư đệ kia của ngươi nữa. Bốp hạ tuyết mạn còn chưa nói hết lời, hạ chiều ca lại tát thêm một cái nữa. chương 168, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu 4. Nước mắt hạ tuyết mạn lập tức trào ra, sao ngươi còn đánh ta? Bởi vì ta tự cho ngươi cơ hội, nếu ngươi giấu giếm nữa, lần sau không phải là động tay mà là động đao. Giọng hạ chiều ca lạnh như băng, như dao cứa vào lòng hạ tuyết mạn. Ta, lời ta nói đều là sự thật ta không có giấu giếm gì cả. Hạ tuyết mạn hạ quyết tâm, nàng ta đã sớm đứng về phía địch phỉ nhiên, tin tưởng hắn nói, tất nhiên sẽ không nói lung tung có mấy kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhi Hạ triều ca cười nhạt, đột nhiên, nàng lấy từ bên ra một thanh trùy thủ, dao ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh hiện lên khiến người ta không rét mà run. Hạ tiết mạn thấy trùy thủ càng không ngừng run dày. Mẫu hậu ta chết thảm trong đám cháy, vỏ mã của ta mất đi hai chân, toàn thân ta đều bỏng, khoản thù này ta sẽ đòi lại gấp bội, chi bằng bắt đầu từ người trước vậy. Hạ triều ca cười lạnh đưa dao găm tới trước mặt hạ tuyết mạn. Hạ tuyết mạn sợ đến cứng người, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. Ta biết ngươi yêu địch phỉ nhiên, cũng biết ngươi đang chờ hắn cứu ngươi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống. Nếu hiện tại ngươi chết rồi, ngươi còn đợi được cái gì sau này nữa? Ngươi, ngươi dám, bần dân cũng phải kết tội mới có thể xử trảm ta là công chúa ly quốc ngươi có thể nào? Hạ triều ca vung trùy thủ lên, hạ tuyết mạn kêu thảm một tiếng vang vọng toàn bộ nhà tù trên mũi trùy thủ có thêm một vệt máu má trái hạ tuyết mạn bị cắt qua máu tươi chảy xuống nhìn đặc biệt dữ tợn ôi khuôn mặt hủy rồi ngươi nói xem địch phỉ nhiên sẽ còn yêu ngươi sao hậu cung hơn ba ngàn mỹ nhân mà ngươi tướng mạo xấu xí lấy cái gì mà đoạt tâm hắn ý không đúng trừ tướng mạo xấu xí còn gãy tay gãy chân ta thấy ra tay từ chỗ này chút hạ chiều ca khua trùy thủ khắp người hạ tuyết mạn cuối cùng hạ xuống cổ tay nàng ta Hạ tuyết mạn cực kỳ sợ hãi, nàng ta hét lớn, hạ chiều ca ngươi điên rồi. Ngươi không được qua đây. Ta điên, đúng vậy đó, ta điên rồi, đều là do các ngươi bức. Hạ chiều ca thét lên, cho dù ta chết cũng phải kéo tất cả bọn ngươi xuống địa ngục. Sau khi hạ chiều ca gào xong, vung chùy thủ lên. Hàn quang lóe lên. Á, à, lại là một trận tiếng kêu thê lương, nàng ta liều mạng lắc đầu, không được. Không được nhưng mà lúc hạ tuyết mạn mở mắt ra lại thấy dao găm chém đứt tay áo nàng ta. Tinh thần hạ tuyết mạn gần như tan vỡ, hạ triều ca là đứa điên, nàng không cần đối đầu với một kẻ điên, thật đáng sợ. Ta nói, ta nói hết. Hạ tuyết mạn khóc lóc kể toàn bộ đầu đuôi. Sắc mặt hạ triều ca càng ngày càng khó coi, hàn ý trong mắt càng ngày càng sâu, địch phỉ nhiên. Còn có chuyện gì nữa? Phàm là chuyện ngươi và địch phỉ nhiên gặp mặt đều phải nói. Không có, trừ lần này thì chỉ có lần trước ở du thuyền gặp qua. Hạ tiết mạn không dám giấu giếm một chút. Lần kia, sau khi ngươi vội vội vàng vàng rời khỏi ta bị người ta đẩy xuống nước. Khiến cho ta rất chật vật. Ai đẩy ngươi? Ta không biết rõ ràng lúc đó trên thuyền chỉ có mấy người, bọn họ chẳng ai thừa nhận. Vẻ mặt hạ tiết mạn ủy khuất. Có ai? Thừa tướng Tam Hoàng tử còn có nhị Hoàng Tỳ Lúc đó công chúa Lam Thấm không có ở gần bọn ta. Hạ Triều Ca siết chặt quả đấm, thì ra là thế, thì ra từ vào lúc đó bọn chúng đã thông đồng với nhau. Đẩy Hạ Tuyết mạn xuống nước chỉ là để đẩy nàng ta đi, để lại không gian cùng thời gian thương thảo. Hạ Uyển Tình, người phụ trách tiếp xúc mẫu hậu là à? Chương 169, Thiên biến 1. Rời khỏi Thiên Lao, Hạ Triều Ca không về Triều Vân cung nàng đến linh đường bạch tâm lăng trước quỳ xuống tâm tình vô cùng nặng nề mẫu hậu tật xin lỗi là con vô dụng biết rất rõ chuyện sẽ phát sinh lại vẫn không thể nào bảo vệ người bây giờ con biết hung thủ nhưng vẫn không thể lập tức báo thù cho người phía sau sự liên thủ của bọn chúng có một âm mưu rất lớn muốn phá âm mưu này hiện tại không thể đánh rắn động cỏ con chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng mà mẫu hậu ơi, con tuyệt đối không muốn nhịn, hiện tại con chỉ muốn rút gân lột xa bọn chúng, từng bước từng bước đều không bỏ qua. Hạ chiều ca siết chặt quả đấm, trong lòng hận ý mãnh liệt. Chẳng biết lúc nào, một tiếng lan xe đẩy truyền đến, lúc hạ chiều ca quay đầu, hề minh húc đã ở sau lưng nàng. Không phải chàng đã ngủ sao? Hạ chiều ca cực kỳ kinh ngạc, nàng không ngủ làm sao ta ngủ được. Hề minh húc thở dài một hơi cho nên chàng luôn theo ta từ thiên lao đến linh đường ừ hạ triều ca không biết trong lòng có tư vị gì dọc theo đường đi tâm tư nàng bị cừu hận chiếm hữu thế cho nên hề minh húc đi theo cũng không phát hiện ở thời điểm này phụ hoàng bệnh nặng hoàng huynh không rảnh bận tâm nàng một thân một mình muốn khuấy động cái hồ nước đục này sức lực quá nhỏ nàng chỉ là công chúa không có thực quyền nàng rất phiền cũng rất loạn mỗi khi nàng bất lực sợ hãi hề minh húc sẽ xuất hiện cho nàng một bờ vai để dựa một bến cảng để neo đậu một người có thể hết lần này đến lần khác làm như vậy phía sau cũng cất giấu một tâm tư hủy hoại hạ ra bảo nàng làm sao bây giờ chiều ca hề minh húc vươn tay vốt ve đầu nàng để đầu nàng tựa trên hai đầu gối mình tin ta có được không không cần một mình chống chịu để cho ta tới giúp nàng Lời này Hề Minh Húc đã nói lần thứ hai. Tin sao, trong lòng Hạ Triều Ca dễ sủa, bàng hoàng, cũng thống khổ. Triều Ca ta luôn luôn chờ đợi nàng, chờ nàng chân chính mở rộng cửa lòng với ta, chân chính tín nhiệm ta, nhưng không được để ta chờ quá lâu, có được hay không? Vì nàng, ta rời khỏi Bắc Cương đưa về Kinh Thành. Vì nàng, ta tình nguyện ở lại biển lửa cũng phải đẩy nàng ra ngoài. Vì nàng, ta giao ra binh phù, hai bàn tay trắng. Hiện tại ta chỉ có nàng nàng có biết không, nhưng nàng vẫn luôn thế này, trước sau đều không tin vào ta. Không sao, ta có thể chờ ta không ngại cũng không trách nàng. Nhưng nàng thì không được hiện tại thời điểm gian nan này, nếu như ta không giúp nàng, còn ai có thể giúp nàng đây? Chiều ca. Giọng hề minh húc có chút khàn khàn mang theo bất đắc dĩ cùng đau lòng, bất đắc dĩ vì người hắn yêu không tin hắn, đau lòng vì người hắn yêu bất lực. Nghe được giọng hề minh húc, hắn bất đắc dĩ tâm hắn đau hạ triều ca cũng không nhịn được nữa khóc thật lớn trước đó dù nàng có khóc cũng chỉ là yên lặng rơi lệ lần này lại lên tiếng giống như một hài từ phát tiết tất cả cảm xúc của mình ra vứt xuống trái tim không hề phòng bị trước mặt hề minh húc lộ ra mặt chân thật nhất của mình hạ triều ca không biết mình khóc bao lâu rốt cuộc mới chậm rãi tìm lại giọng mình mình húc ta muốn tất cả bọn chúng đều chết không tử tế được việc bọn chúng làm sau lưng Ta muốn điều tra manh mối. Hạ triều ca tỉnh táo lại, lau khôn nước mắt, hai mắt tràn ngập hận ý. Hề Minh húc than nhẹ một tiếng, hai tay phủ lên mắt nàng. Triều ca, không thể bị cửu hận bao phủ, nhìn ta. Hề Minh húc cúi đầu, một đôi môi hôn lên. Trường 170, Thiên Biến 2 Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng tràn chọc, tràn ra từng tia tình ý ôn nhu, Hề Minh Húc đang nâng khuôn mặt Hạ Triều Ca, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Môi răng quấn quýt, hai kẻ vong tình an ủi lẫn nhau, an ủi nội tâm tổn thương của nhau. Sau phút kiều diễm đó, Hề Minh Húc dựa chán vào chán Hạ Triều Ca, chóp mũi kể chóp mũi. Triều Ca chúng ta trở về đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh lại còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Hạ Triều Ca gật đầu, đẩy Hề Minh Húc về Triều Vân Cung. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chảy đầy mặt đất, chim chóc vui vẻ nhảy nhót ca hát trên cành. Hề Minh Húc ngồi trên xe lăn, khoan thai dạo hậu hoa viên của Hạ Triều Ca. Những thứ hoa cỏ này đều chăm sóc không tồi, nhìn ra được nàng rất để tâm, Triều Ca thích hoa à. "Hồi Hề công tử, những thứ này là công chúa tự tay trồng." Ánh mắt Hề Minh Húc lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Dáng dấp hắn vốn rất đẹp, ánh sáng mặt trời tươi đẹp chiếu trên mặt hắn tăng thêm từng tia sinh khí, như là gió xuân tháng ba ấm áp động lòng người. Sau khi Hạ Uyển Tình đi tới chính là nhìn thấy một bức tranh thế này, liếc mắt một cái đã khiến nàng ta tự hãm sâu không thể kiềm được. Minh Húc, hề Minh Húc dương mắt, quay đầu nhìn về phía Hạ Uyển Tình. Minh Húc thật xin lỗi, ta đắm chìm trong bi thương mất mẫu hậu lâu như vậy mà chưa từng tới thăm chàng, chàng có trách ta không? Hạ Uyển Tình cực kỳ đáng thương, mặt mày nhu nhược. Khiến người ta nhìn thấy là muốn thương tiếc. Lẽ nào nhị công chúa không quan tâm hoàng tỷ của mình trước sao? Hạ Uyển Tình sững sờ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt vỡ tan, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Đúng vậy, cho nên hôm nay ta đến tham chính là hoàng tỷ. Chỉ là còn chưa gặp tỷ ấy mà nhìn thấy chàng trước thôi. Trong mắt Hạ Uyển Tình xuất hiện từng tia đau lòng, minh húc chân chàng. Nhị công chúa tốt nhất vẫn nên gọi ta là hoàng tỷ phu sắc mặt hạ uyển tình cứng đờ à giả bộ không được nữa sắc mặt tàn nhẫn nói minh húc ta sẽ không buông tha cho chàng hạ triều ca không xứng không xứng là cô hạ uyển tình nề mặt liễu cô cô ta nhắc nhở cô một lần cuối cùng nếu cô tiếp tục làm bất cứ việc gì thương tổn triều ca ta sẽ không nương tay hạ uyển tình nghe nói thế sắc mặt trắng bịch lui lại mấy bước ta lúc nào tổn thương à là à khua môi múa mép trước mặt chàng phải không Ta luôn luôn cung kính ả à, là hoàng tỷ của ta ả à, lại vô tội cho ta thế này. Hề Minh Húc cười không nói. Vì sao vậy, trước đây chàng không phải như vậy. Lẽ nào chàng quên mẫu thân mình chết thế nào sao? Chẳng lẽ chàng không muốn báo thù sao? Hạ Uyển tình chất vấn. Có liên quan gì tới cô chàng? Hạ Triều ca đã cho chàng uống mê dược gì? Chàng không thể thanh tỉnh một chút sao? Nhị công chúa, xin tự trọng ta và Triều ca rất nhanh sẽ đại hôn. Ta là tỷ phu của cô ta sẽ không buông tha bảo hạ triều ca trở lấy hạ uyển tình nói xong đầu cũng không quay lại bỏ chạy khỏi triều vân cung công tử vì sao lúc này phải chọc giận cô ta hề mình hút kéo ra lo một nụ cười ý vị thâm trường hắn nói không chỉ cô ta còn có một cảnh thức cùng địch phì nhiên trên con phố kinh thành trường an trong một phòng ở từ lâu phồn hoa đông đúc hai nam từ trẻ tuổi đang ngồi uống trà sư muội, sát vách thị lang bộ hộ Vinh Khánh Vân là tâm phúc của mục cảnh thước sắp ra ngoài, muốn ra tay không? Tố y hỏi, hạ chiều ca đặt chén trà trong tay xuống, chỉ chỉ vào cái hẻm nhỏ ngoài cửa sổ gian phòng, bức lão ta đến đây rồi bắt sống. chương 171 Thiên Biến Ba Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, bóng đêm u ám tràn ngập một vùng, một bàn tay hắc ám lặng lẽ che phủ cả bầu trời tại một gian tù u ám cũ nát trong địa lao tràn ngập mùi máu tươi. Chính giữa địa lao, một kẻ quần áo rách nát bị trói chặt chân, quỳ gối chính giữa. Lão ta máu me khắp người, vết thương trải rộng toàn thân, đang thở hổn hển. Người này chính là Vinh Khánh Vân tại quán trà hôm nay. Bên cạnh lão ta có một cái bàn cũ nát, trên ghế có một người đang ngồi, người này mặc một thân nam trang, mang mạng che mặt. Lúc này, Người kia đang an tĩnh lật xem sổ sách thị lang bộ hộ vinh khánh vân giao ra. Nàng càng xem tay càng run rẩy, lòng càng khiếp sợ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một người chạy vào, chính là Tố Y Mặc Nam Trang. "Công tử, không ổn rồi, người bên ngoài đã tìm tới đây, chúng ta chạy mau." Hạ Triều Ca hoang mang rối loạn ôm lấy sổ sách trên bàn theo Tố Y đi ra ngoài. Chân trước các nàng vừa mới đi chân sau đã có một đám người cầm đúc xông vào lão già ở chỗ này, mau, mau cứu lão già, chặt xích sắt, đừng làm lão già bị thương, nhanh nhanh nhanh. Người đâu, hung thủ ở đâu, Vinh Khánh Vân được cởi trói phịch một tiếng ngã xuống đất. Phế vật, lũ phế vật này, còn không mau đem người đi cấp sổ sách về. Vinh Khánh Vân giống giận, toàn thân run giấy, máu nhuộm đầy đất. Bên ngoài địa lao cũ nát. Hạ triều ca cùng tố y cưỡi hai con ngựa, nhìn đám người trong địa lao chạy khắp nơi điều tra đi thôi tiếng vó ngựa vang lên hạ triều ca cùng tố y vội vã rời khỏi triều vân cung hề minh húc lúc này đang ngồi trong sân nhìn ánh trăng trên trời từ tốn uống từng ly trà hạ triều ca vội vã chạy vào đi tới ngồi xuống bên cạnh hề minh húc hề minh húc tự tay đưa cho nàng một ly trà chậm thôi hạ triều ca tiếp nhận trà uống một ngụm ổn định hơi thở thế nào rồi hạ triều ca cười lạnh một tiếng ném quyển sổ sách trước mặt hề minh húc Hề Minh Húc lật lật vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Thật không nghĩ tới một cảnh thức lại ngấm ngầm làm ra nhiều chuyện như vậy. Hề Minh Húc nhíu mày. Tham ô quốc khố, hối lộ quan viên. Kết bè kết cánh, lừa trên gạt dưới, xem ra ông ta thật sự muốn tạo phản. Vinh Khánh Vân đâu? Hề Minh Húc hỏi. Thả rồi, thả hồ về rừng, rút dây động rừng, lấy đi sổ sách. Đây là buộc ông ta phản rồi, chứng cứ ở trên tay, nếu ông ta không phản thì sẽ chờ chết. Triều ca, chiêu này của nàng độc quá." Hề Minh Húc cười, "Hạ Uyển tình đâu?" Nghe được hôn sự tức giận sắp không kềm chế được rồi. "Vậy vẫn còn thiếu một tên." Sắc mặt Hạ Triều Ca trầm xuống. Địch Phỉ Nhiên Hề Minh Húc nhẹ nhàng gọi ra cái tên này, "Ý vị Thâm Trường." "Để ta đi, ta biết rõ làm sao bức hắn." "Triều ca." Hề Minh Húc đưa tay cầm tay Hạ Triều Ca phải bảo vệ mình cho tốt đừng quá nôn nóng ta sẽ tiêu trừ mọi nỗi lo về sau cho nàng nàng chỉ cần lo việc của mình hạ triều ca gật đầu được đêm nay ta ngủ với nàng có được không hạ triều ca sững sờ quay đầu nhìn về phía hề minh húc khuôn mặt lập tức đỏ ửng lỗ tai có chút nóng nàng đang suy nghĩ gì đấy hề minh húc cười khẽ tự chàng ngủ đi hôm nay vì nàng mà ta phải gặp vị muội muội dối trá kia cứ ra vẻ làm ta thấy khó chịu lắm cho nên Hạ chiều Ca cúi đầu, đỏ mặt, cho nên nàng phải bồi thường cho ta. Chấm chấm chấm, thường thịt editor, có ai thèm thịt không hề dừng ở đây cho nó kích thích APS, -a đừng ai đòi ném đá tôi. Tôi ca biết gì đâu. Chương 172, Thiên biến 4. Cuối cùng, Hề Minh Húc vẫn không để cho Hạ chiều Ca thường thịt. Chỉ là biến nàng thành gối ôm ngủ cả đêm tại thời khắc bấp bênh nguy cơ tứ phía này một bàn tay vô hình khuấy đảo khiến toàn bộ ly quốc long trời lở đất bên cạnh có thể có một người đáng tín nhiệm cùng ngủ một giường cho dù chỉ là ôm cũng có thể cảm thấy an tâm gấp bội sáng sớm hôm sau sau khi rửa mặt xong đang định đứng dậy rời đi trước mắt đi đến chỗ ở của sứ thần càng quốc tại tây huyền đột nhiên một bàn ôm lấy nàng từ phía sau nàng quay đầu liền thấy khuôn mặt nghiêm túc của hề minh húc sao vậy hạ triều ca có chút khó hiểu có một cái chuyện rất quan trọng ta sợ nàng quên nên nhắc nhở nàng một chút hề minh húc nói cực kỳ nghiêm túc hạ triều ca chả hiểu ra sao hình như nàng thật sự không nhớ rõ nhìn dáng vẻ của nàng cũng biết nàng quên mất rồi hề minh húc thở dài một tiếng vẻ mặt sầu khổ chàng nhắc lại cho ta là được mà không cho phép hắn đụng vào nàng ừ ai Hạ Triều Ca sững sờ, nhớ tới lúc đầu ở Bắc Cương khi nàng bị bắt làm tù binh, câu nói này cứ như ma âm gieo trong đầu nàng. Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, Hạ Triều Ca có chút xúc động. Hề Minh hút che miệng cười trộm, "Đi đi, về sớm một chút." Hạ Triều Ca gật đầu, rời khỏi Triều Vân cung. Lúc Hạ Triều Ca đến Tây Uyển, Địch Phỉ Nhiên đang đánh cờ với thuộc hạ trong phòng. Thấy Hạ Triều Ca, hắn liền thả ra quân cờ trong tay ra. Trưởng công chúa đến thăm, thực sự khiến ta ngoài ý muốn nhìn có vẻ tam hoàng tử hạ cờ không tôi. Không bằng trưởng công chúa tới đánh với ta một ván. Cùng kính không bằng tân mệnh hạ triều ca ngồi đối diện địch phỉ nhiên, tay cầm quân trắng bày lên bàn cờ tới. Sau một thời gian, quân đen quân trắng đều chiếm nửa giang sơn, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Thật không nghĩ tới trưởng công chúa đánh cờ giỏi như vậy, thật khác biệt với tin đồn. Lời đồn không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Hề tướng quân thực sự có phúc có thể lấy được trưởng công chúa tài hoa hơn người. Hắn bây giờ chỉ là phò mã, không phải tướng quân gì cả. Trưởng công chúa không cảm thấy tiếc xét. Tiếc gì chứ, công chúa hữu dũng hữu mưu. Thật cam tâm ở trong phù công chúa cả đời cùng một phò mã hai bàn tay trắng. Hạ triều ca gong môi, nàng có chút hứng thú nhìn địch phỉ nhiên. Ta lại không ngại đâu, nạp thêm mấy tên nam sủng tam hoàng tử có hứng thú không? Địch phỉ nhiên sững sờ, sau đó bật cười trưởng công chúa thật biết nói đùa, ta là hoàng tử càng quốc tương lai có thể kế thừa đế vị, làm sao lại đi làm một gã nam sủng được. Hạ triều ca gật đầu, nàng nói, đúng ha, cũng không phải kẻ nào cũng làm nam sủng của ta được. Hiện tại xem ra tam hoàng tử còn chưa đủ tư cách. Địch phì nhiên sững sờ, nụ cười trên mặt thu lại. Ta biết gần đây tâm tình công chúa kém, ta sẽ không tính toán với công chúa. Sao vậy, tam hoàng tử không tin à, chuyện này nên bỏ qua đi hạ chiều ca hạ trên bàn cờ thêm một quân, bỗng nhiên sát khí tất hiện, thế lực vốn ngang nhau biến thành lực lượng cách xa. Quân cờ địch phỉ nhiên bị bao vây, tràn ngập nguy cơ. Địch phỉ nhiên sững sờ biến hóa tới quá nhanh không kịp chuẩn bị. Tam hoàng tử, người chết còn chả làm được nam sùng chứ đừng nói gì đến kế thừa đế vị. Trong lòng địch phỉ nhiên kinh ngạc tim đập bịch bịch toát mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một khẩu súng lục nhỏ đặt ngay trên chán hắn. chương 173, thiên biến năm. Địch phỉ nhiên khiếp sợ nhìn hạ chiều ca trước mặt còn có nụ cười lạnh như băng ở khóe miệng nàng. Nàng, nàng là ai? Hạ chiều ca đưa ngón tay tới bên môi, xịt đừng la lớn. Trong phòng ngươi còn có người, cũng đừng nhúc nhích bằng không một khi súng đã cướp cỏ lại trách ta. Địch phỉ nhiên trợn chừng hai mắt, không thể tin được nhìn hạ chiều ca. Lẽ nào, là ngươi? Quân sư giản chỉ hề trong hề gia quân, là ngươi? Hạ chiều ca cong môi cười nhạt, nàng nói. Vẫn không tính là quá ngu, nhưng mà hơi muộn rồi. Sao lại là ngươi, rõ ràng dáng dấp các ngươi. Chưa nghe nói qua thật dịch dung sao. Tiệt học bích ba sơn trang. Thì ra, là ngươi, chả trách hề minh húc liều mạng cũng phải giấu giếm ngươi. Chả trách ly hoàng đều phủ quyết yêu cầu muốn ngươi của ta, chả trách ta tìm thế nào cũng không thấy ngươi. Chán địch phỉ nhiên toát mồ hôi, tim đập rộn lên, quả thực sợ quá hắn làm sao cũng không ngờ tới người trước đây một lòng tơ tưởng lại là trưởng công chúa tôn quý nhất ly quốc chả trách lấy lòng nàng ta đối tung cảnh ô lưu với nàng ta nàng ta cũng chả thèm để ý bởi vì thân phận nàng vốn đủ tôn quý vốn không cần hắn bố thí một loại phẫn nộ khó diễn tả được xông ra từ đáy lòng địch phì nhiên nàng chẳng những giấu giếm thân phận trưởng công chúa còn giấu giếm thân phận người xuyên không hắn bị đùa giỡn triệt để đùa giỡn Lúc trước hắn chúng tên nằm trên giường thống khổ cả ngày lẫn đêm, hắn từng nghĩ sau khi bắt được nàng nhất định phải khiến nàng càng đau khổ hơn. Nhưng mà hiện tại người ngay tại trước mắt hắn, hắn lại không thể động đến một ngón tay của nàng. Loại hận này triệt để thiêu đốt trong lòng địch phì nhiên. Không biết trưởng công chúa có ý gì, ta là tam hoàng tử càng quốc người thế này không thích hợp nha. Địch phì nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận ý trong mắt lan tràn nơi này là ly quốc, hạ triều ca ta có thể lấy thúng úp voi, người nói có thích hợp hay không? Hạ triều ca khinh thường cười nhạt, hoàn toàn không coi sự tức giận của địch phì nhiên ra gì. Việc này khiến địch phì nhiên càng thêm khuất nhục phẫn nộ. Cho tới nay hắn đều lấy tư thế yêu Việt này bừa bãi tồn tại trên thế gian, bây giờ hạ triều ca lại vượt qua hắn mọi chỗ. Coi hắn là kẻ ngu si đùa bỡn, tùy ý chào phúng khinh thường. Sao hắn không tức cho được? Vậy trưởng công chúa muốn khiến ta táng thân tại hoàng cung ly quốc này, khơi lên chiến tranh giữa hai nước sao? Người chết thì tự nhiên sẽ có hoàng tử khác thay thế ngươi. Càng quốc chưa chắc dám đánh. Nếu như đấu võ, ly quốc cũng không sợ. Hạ triều ca hoàn toàn không sợ hắn uy hiếp. Ngươi, hạ triều ca khinh thường nhìn địch phì nhiên, nàng nói, chỉ số thông minh của ngươi không đủ chống đỡ cho dã tâm của ngươi. Được, được lắm, bây giờ ta ở trong tay ngươi. Ngươi nói cái gì chả được. Ra hiệp nghị ra đây. Hiệp nghị gì? Không được giả ngu, lúc đàm phán, càng quốc cắt ba tòa thành trì, ngươi liền đáp ứng ngay, ta không tin sau lưng mục cảnh thước không cho ngươi bất kỳ cam kết gì. Địch phỉ nhiên khiếp sợ nhìn hạ triều ca, mím môi im lặng không nói. Ngươi và mục cảnh thước cùng với hạ uyển tình lúc ở trên du thuyền ngày hôm đó cũng đã đặt thành hiệp nghị đúng không? thân thể địch phỉ nhiên bắt đầu run rẩy toát mồ hôi lạnh. Muốn làm loạn, luôn phải trả giá dám động thủ, phải chuẩn bị gánh chịu thất bại. Giao hiệp nghị ra đây, hôm nay sẽ không giết ngươi, bằng không. Ngón tay hạ chiều ca nhẹ nhàng ấn vào cò súng. Ba kẻ hầu trong phòng địch phỉ nhiên thấy vậy, bỗng nhiên ra tay với hạ chiều ca. Trong chớp mắt, mùi máu tươi tràn ngập cả phòng. Trường 174, bức vua thoái vị một Dường như chỉ trong nháy mắt ba kẻ hầu của địch phỉ nhiên đều nằm trong máu tươi nhuyễn kiếm trong tay tố y vẫn còn đang nhỏ máu, rơi xuống đất thành một vũng. Sắc mặt địch phỉ nhiên trắng bệch, toàn thân tắt mồ hôi lạnh, run rẩy. Ngươi còn muốn từ lại lần nữa không? Tim địch phỉ nhiên trùng xuống, cả người hắn gần như lên mây. Hắn cũng là một kẻ độc ác nhưng so sánh với hạ triều ca liền thấy không cùng một đẳng cấp. Ta, ta đưa hiệp nghị cho ngươi. Địch phỉ nhiên đứng dậy, bước chân có chút lào đào mơ màng, hoảng hốt hắn đi vào trong phòng, mở khóa một cái dương, một đạo thánh chỉ trói lọi xuất hiện trước mắt hạ triều ca. Tố y đi lên, mặt không đổi sắc lấy thánh trì. Thế này đã có thể đi chưa? Địch phỉ nhiên thở phì phò, nhìn khẩu súng trên chán, thần sắc cực kỳ khó coi. Có thể, nhưng ta phải đòi lại chút lãi. Địch phỉ nhiên chừng lớn hai mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, hạ triều ca liền khai súng. Đoàn đoàn hai tiếng, viên đạn bắn vào hai chân địch phỉ nhiên. A, à, Địch phỉ nhiên kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ một vùng trên quần áo hắn. Ngươi, đây mới chỉ là lãi thôi, đôi chân kia của ngươi còn không bằng một phần trăm của Minh Húc. Hạ chiều ca thu súng, xoay người ra khỏi phòng địch phỉ nhiên. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hạ chiều ca, địch phỉ nhiên hận ý lan tràn, thống khổ đến mức đôi môi run rẩy. Càn khôn cung, trước giường hoàng đế hạ hạo miều. Phụ hoàng, bây giờ người thấy vẫn ổn chứ? Hạ Uyển Tình dùng khăn tay lau một chút mồ hôi trên trán Hạ Hạo Miểu. "Uyển Tình, Hoàng huynh bận việc triều chính, hạ triều ca gần đây không biết chạy đi đâu rồi, hạ Tuyết mạn vào Thiên Lao, bây giờ cũng chỉ có con tới với người thôi." Hạ Uyển Tình tiếp nhận thuốc cung nữ bưng tới, khuấy một hồi rồi đặt bên mép thôi. Hạ Hạo Miểu trừng lớn hai mắt, nhìn Hạ Uyển Tình bây giờ không có một chút ôn nhu, trong lòng không khỏi cảm thấy xa lạ. "Uyển Tình, con thay đổi rồi, con thay đổi." là phụ hoàng không hiểu con thôi, trong mắt người chỉ có hạ triều ca. Hạ uyển tình cười nhạt ta ra đời sớm hơn à một canh giờ. Người không biết à, hạ hạo miều yên lặng ông ấy quả thực không biết. Từ nhỏ đến lớn thứ gì tốt đều cho à, danh tiếng trường công chúa. Sùng ái vô tận đều cho à. Những thứ này ta đều có thể nhịn ta có thể không thèm để ý, nhưng ông không thể đem minh húc của ta cho à luôn chứ. Uyển tình, hề minh húc không thích con. Bốp một tiếng hạ uyển tình quăng chén thuốc lên bàn phụ hoàng hắn là của ta ai cũng không thể đoạt đi hạ uyển tình lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc bột màu trắng đổ vào trong bát thuốc của hạ hạo Miểu. uyển tình con làm cái gì vậy khụ 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 hạ hạo miều muốn gọi người lại bị hạ uyển tình bịt miệng sau đó một tay cầm chén thuốc một tay gỡ ra miệng ông ấy rót vào a à, hạ uyển tình ra tay tàn nhẫn hạ hạo miều hoàn toàn không có sức phản kháng đã bị rót nguyên một chén thuốc thuốc vào trong bụng, hạ hạo miểu triệt để không thể động đậy. Hạ uyển tình cười, à lấy khăn tay ôn nhu lau thuốc vẩy ra trên người hạ hạo miểu. Phụ hoàng biết đây là cái gì không? Hạ hạo miểu trừng lớn hai mắt chẳng những thân thể không thể động đậy, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Đây là thứ trước đây ta giao cho hoàng hậu, để cho bà ta hạ dược ông, đáng tiếc bà ta không nỡ bỏ ông, không thể làm gì khác là tự sát. chương 175, bức vua thoái vị hai Hạ hạo miều hai mắt trường to giận dữ, phát ra tiếng ô ô, hạ hạo miều kích động, hạ uyển tình lại cực kỳ bình tĩnh, thần sắc lạnh lùng. Ông biết không, bạch tâm lăng thực sự yêu ông, chỉ tiếc, bà ta tỉnh ngộ quá muộn, hạ uyển tình nhẹ thở dài một hơi. Ngày ấy ta đi thỉnh an bà ấy, giao thuốc này cho bà ta, để bà ta cho ông uống, trên mặt bà ấy đáp ứng tốt, sau lưng lại làm việc khác. Vì giấu giếm chuyện này mà bà ta phóng hỏa tự sát còn muốn tận lực để cho hạ tuyết mạn mang nỗi oan ức này, không thể nói là không hoàn mỹ. Vì ông mà ngay cả mạng cũng không muốn, chỉ tiếc kết quả là chính ông cũng nuốt thuốc rồi. Ông nói xem ở dưới suối vàng bá ta biết được có tức chết hay không. Hạ uyển tình nói xong che miệng bật cười. Hạ hạo miều liên tục ô ô gọi nhưng một chữ cũng không nói nên lời, ông oán hận nhìn hạ uyển tình chăm chăm. Hận ta, hận đi, nếu như không hận, sợ ông không nhớ rõ còn con nữ nhi này. Ông muốn biết bạch tâm lang giấu giếm cái gì không? Muốn biết nhược điểm mà ta bắt được là gì không? Hạ hạo miều lắc đầu, quay đầu đi chỗ khác. Không muốn nghe, không muốn nghe cũng đúng. Vậy ta phải nói cho ông ta rất chờ mong vẻ thống khổ lại khiếp sợ của ông đây. Hạ uyển tình khẽ cười. Còn nhớ rõ 20 năm trước bạch tâm lăng từng theo một cảnh thước đào hôn bỏ trốn không? Khẳng định là ông không muốn nhớ kỹ rồi nhỉ Toàn bộ ly quốc đều không nhớ rõ. Bởi vì bị ông đè xuống che đậy nhưng ông nhất định sẽ không quên thời gian hạ tiên túng sinh ra ông cứ thử tính một lần 10 tháng hoài thai có phải là lúc bà ấy trở về đã có thai hay không đương nhiên trước đó bà ta đã gả cho ông không chừng hạ tiên túng là con ông thật nhưng phản ứng của bạch tâm lang đã bán đứng tất cả ngày đó ta chỉ hù bà ta mà bà ta lại hoảng sợ ha 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 hạ uyển tình cười to không nghĩ tới nha hạ gia đã sớm tuyệt hậu nuôi con thay một cảnh thức 20 năm là cảm giác gì nhỉ? Dẻm pha của hoàng gia này một khi bị vạch trần, ông nói xem kết cục của Hạ Thiên Túng là gì? Hạ hạo miều vậy ông phản ứng thế nào? Bạch tâm lăng lại phải làm sao để xử lý? Thật ra chỉ cần bà ta hạ dược ông thôi thì hết thảy đều sẽ không lộ ra ánh sáng, đáng tiếc bà ấy không nữa. Bà ấy yêu ông, nhưng yêu quá trễ, trước đó, thể xác và tinh thần đều đã cho người khác. Toàn thân hạ hạo miểu run rẩy, khóe mắt lưu lại một vệt nước mắt, ông nhắm hai mắt lại, gương mặt càng già đi vài phần. Thống khổ sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Hạ uyển tình nghiêm giọng nói. Hạ thiên túng sẽ lập tức bị kéo xuống đài, ly quốc này chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ. Có thể một cảnh thước sẽ nể tình phụ tử buông tha cho hạ thiên túng, nhưng hạ triều ca thì thảm rồi, nữ nhi ruột thịt của ông, nữ nhi ông cương chiều cả đời, ta sẽ để cho ả sống không bằng chết. Hạ hạo miểu đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể càng không ngừng run rẩy, há miệng nhưng một chữ đều không nói được. Chỉ mong ông có thể sống đến ngày đó, tiễn ả à một đoạn đường. Hạ uyển tình nói xong, lấy ra một cái khăn tay che mũi hạ hạo miểu, hạ hạo miểu liền bất tỉnh. Hạ uyển tình ôn nhu đắp chăn cho hạ hạo miểu, như là chiếu cố phụ thân ngủ say. Sau khi đắp kín, ả à phân phó công nhân đến hầu hạ liền rời khỏi càn khôn cung. Trong nháy mắt rời khỏi càn khôn cung hít sâu một hơi, nhìn bầu trời phía xa, thấp giọng tự nói, rốt cuộc cũng hết khổ. Chương 176, bức vua thoái vị ba. Triều Vân cung, trong thư phòng, hề Minh Húc tra xét toàn bộ thư tín truyền đến song xuôi. Hắn đặt trong lòng bàn tay, năm ngón vừa thu lại liền trực tiếp đem thư hóa thành bột phấn. Làm cho tốt người an bài xong tất cả chớ lộ ra dấu vết nào cho người ta thấy vâng thiếu tướng quân lùi xuống đi thuộc hạ của hề minh húc rời đi hạ triều ca từ ngoài cửa đi vào nhìn dáng vẻ của nàng việc làm được không tồi lắm chứ hề minh húc treo một nụ cười ôn hòa hạ triều ca không nói hai lời trực tiếp cầm thánh chỉ trong tay đặt trước mặt hề minh húc hề minh húc mở thánh chỉ ra chân mày nhíu chặt mục cảnh thức vậy mà tự nghĩ ra thánh trì cho địch phì nhiên chỗ tốt thế này chẳng những ba tòa thành trì tặng cho ly quốc phải trả về còn cộng thêm năm tòa thành trăm vạn lượng hoàng kim phóng bút thật to đấy hề minh húc cười lạnh nói cái này khác gì với bán nước loại người này làm quốc quân ly quốc còn trông cậy vào gì nữa vinh khánh vân đã trở về hơn một ngày mục cảnh thước cũng đã biết sổ sách bị mất hạ chiều ca nhíu mày nói lão ta đã gấp gáp giống như con kiến trên chảo nóng chúng ta chỉ cần chờ lấy lão nhịn không được nhảy dựng lên liền thu lưới hạ triều ca gật đầu nhưng chân mày không giãn ra mí mắt nàng luôn nhảy luôn cảm thấy có việc gì không tốt phát sinh hề minh húc lăn xe đẩy đến bên cạnh hạ triều ca nắm tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay mình triều ca đừng lo lắng hết thảy đều sẽ ổn ừ đến đây chiều ca nhìn xem mấy ngày nay ta giúp nàng chăm sóc hoa cỏ nhìn xem có phải nghề khá hơn nàng chút không hề minh húc nói xong liền mang hạ chiều ca đi đến hoa viên hai người ngồi trong vườn hoa nhìn hoa cỏ nở rộ đầy sân lặng lẽ thơm ngát nhưng mà trong không khí mang theo mùi thơm ngát đó lặng lẽ ấp ủ một trận khí thế biến đổi rất lớn hai người liền an tĩnh ngồi như vậy bảo trì nội tâm bình tĩnh đến đối mặt với trận bão tố này Mãi cho đến buổi chiều khi mặt trời lặn về Tây Tố Y truyền đến tin tức. Địch phỉ nhiên vội vội vàng vàng về Càng Quốc. Nghe được tin tức này Hề Minh hút cười, hắn nhát gan thế, phòng chừng bị nàng dọa sợ trước bảo toàn mạng sống rồi nói. Hắn chạy nhanh thật đến ngày mai thì hắn chạy không kịp rồi. Thả hắn không tiếc sao? Hề Minh Húc hỏi. Trận này biến đổi quá lớn, hắn chỉ là một vai phụ, phụ trách phái binh phối hợp với một cảnh thước ngăn chặn hề gia quân, cũng giúp lão chống đỡ bây giờ thánh chỉ đã bị ta lấy đi, mục cảnh thước không có ngoại viện, địch phỉ nhiên cũng không còn tác dụng gì. Loạn trong giặc ngoài, trước sang bằng nội loạn, sau lại chống ngoại địch thì ly quốc mới có thể bình yên vượt qua. Hạ triều ca chậm rãi nói. Hề Minh Húc gật đầu, Hạ Triều Ca nói rất có đạo lý. Cũng rất có giải thích. Triều Ca, nếu nàng là Nam Nhi, Giang Sơn ly quốc này mà giao cho nàng thì ai cũng đoạt không được không đợi hạ triều ca nói tiếp hề minh húc lại nói may mà nàng là nữ nhi nếu không nếu như ta thích nam hề ra liền tuyệt hậu hạ triều ca nhịn không được vì một tiếng bật cười nàng bội phục hề minh húc tại thời điểm thế này vẫn có thể chuyện trò vui vẻ ung dung ứng đối khí phách này nàng khó có thể với tới minh húc ta đi lấy binh phù về cho chàng được không thật ra thì quân đội là có quân hồn quân tâm tại người không ở binh phù có binh phù hay không ta đều có thể điều động hề ra quân. Có binh phù càng danh chính ngôn thuận, không thể bắt bẻ. Hạ Triều Ca đứng dậy, ta đi gặp phụ hoàng. Chương 177, bức vua thoái vị 4. Càn khôn cung, sau khi Hạ Triều Ca đi vào, Hạ Hạo Miểu vẫn còn đang ngủ say. Nàng cẩn thận xoa khuôn mặt Hạ Hạo Miểu, cẩn thận chăm sóc ông, chờ ông tỉnh lại. Nhưng mà nàng đợi từ bình minh đến tối mịt, hạ hạo miều vẫn ngủ say, hô hấp yếu ớt đều đều, không giống với ngày xưa phập phồng bất chừng. Hạ triều ca cảm thấy nghi hoặc nàng dò xét mạch hạ hạo miều, kiểm tra con người ông. Tim bỗng nhiên đập mạnh lên, có người hạ dược hạ hạo miều khiến cho người ngủ say. Ai đã tới? Sắc mặt hạ triều ca chợt biến đổi, cả kinh một đám công nữ lột bộp quỳ xuống, lạnh run người. Ngày thường hạ chiều ca xưa nay không phát hỏa, tính khí rất tốt đối với công nhân cũng khoan dung. Nhưng một khi nàng nổi giận, dáng vẻ còn đáng sợ hơn hạ hạo miều. Hồi trường công chúa, thái tử đã tới, nhị công chúa cũng tới. Hạ chiều ca đấm vào cái bàn bên giường, dầm một tiếng, dọa chết đám công nhân. Tố y, đi bắt hạ uyển tình tới cho ta. Vâng, công chúa, tố y không nói hai lời liền rời khỏi càn khôn cung hạ triều ca sai người đem hòm thuốc tới bắt đầu châm cứu cho hạ hạo miều thời gian từng giây từng phút trôi qua ánh trăng rọi sáng một vùng ngoài cửa sổ màn đêm dày đặc ép người ta không thở nổi trên người hạ hạo miều đã ghim rất nhiều châm nhưng vẫn không tình hạ triều ca càng khẩn trương càng khiếp sợ phía sau bọn họ quỳ một đám công nhân một chút tiếng cũng không dám thốt ngoài cho đến khi tố y từ bên ngoài trở về công chúa ả à chạy rồi Hạ Triều Ca run tay, một cây ngân châm bị nàng bẻ gãy trong lòng bàn tay, châm ghim vào trong da thịt, máu tươi đỏ thẫm tràn ra. À cũng thông minh đấy. Hạ Triều Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Phải làm sao bây giờ? Chờ thôi, bây giờ toàn bộ kinh đô đều bị người của Minh Húc vây thành thùng sắt, hề gia quân đã bí mật từ Bắc Cương tới kinh đô, ngay cả con ruồi cũng không bay ra được. Tô y mím môi không nói, bầu không khí khẩn trương khiến cho nàng cảm giác được có một sợi dây căng chặt chạm vào là đứt ngay đi nói cho Minh Húc, Hạ Uyển tình chạy rồi, bảo chàng canh chừng chút. Vâng, công chúa. Tố y rời khỏi tay Hạ Triều ca chuẩn xác ghim vào huyệt đạo Hạ Hạo Miều, nhưng lòng ở nàng đang run rẩy. Nàng đã mất đi mẫu hậu, lẽ nào ngay cả phụ hoàng cũng mất luôn sao? Là nàng quá lơ là, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Hạ Uyển tình lại tàn ác đến mức này. Dám hướng cái móng vuốt dơ bẩn kia về phía phụ hoàng phụ hoàng dù không cưng chiều hạ uyển tình và hạ tuyết mạn nhưng cũng chưa từng bạc đãi họ xưa nay chẳng thiếu ăn no mặc ấm nàng cũng không đi điều tra họ các nàng đều rất an ổn hơn 10 năm qua lòng tham của con người vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn được hạ uyển tình trong mắt hạ triều ca lan tràn hận ý dày đặc không biết qua bao lâu ánh trăng dần dần mờ nhạt nắng sớm lộ ra nơi chân trời hạ hạo miều rốt cuộc cũng tỉnh lại ông há miệng thấy hạ triều ca liền cực kỳ kích động phát ra tiếng ô ô thân thể ông ấy đang run rẩy nhưng không nhúc nhích được chỗ nào hạ triều ca đau lòng rơi nước mắt nàng nắm tay hạ hạo miều cực kỳ đau lòng phụ hoàng người muốn con đi rời xa trận phân tranh này sao hạ hạo miều nháy nháy mắt tỏ ý khẳng định hạ triều ca hít sâu một hơi nàng nói con sẽ không đi con muốn kẻ hại chúng ta phải từng bước từng bước thống khổ mà chết hạ hạo miều run, run run phát ra tiếng ô ô khóe mắt ngấn lệ hạ triều ca hiểu được sự lo âu và phản đối của người nhưng nàng đã định trước sẽ không nghe phụ hoàng con dẫn người đi xem một tuồng kịch chương một trăm bảy mươi 178, bức vua thoái vị năm hạ triều ca lệnh cho công nhân quỳ trên mặt đất chuẩn bị một chiếc xe đầy đặt hạ hạo miều trên ghế ở đầu giường hạ hạo miều, nàng lấy ra tấm binh phù thu hồi từ trên tay hề minh húc. Nàng ngồi xổm trước mặt hạ hạo miều nói, phụ hoàng, binh phù này con giao cho minh húc, con hứa con chỉ tự chủ trương một lần này thôi. Hạ hạo miều hít sâu một hơi, bất đắc dĩ chớp chớp hai mắt tỏ ý đồng ý, bình minh dần dần ló dạng nơi chân trời, tin nắng đầu tiên soi sáng trên mặt đất. Sau khi hạ triều ca sửa sang xong cho hạ hạo miều rồi thong thả đầy ông tới kim loan điện. Kim loan điện, Thái tử Hạ Thiên Túng đang đứng trước Long ỉ cao mày. Rất hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được bầu không khí biến hóa, mấy ngày nay triều đình phong vân biến sắc dần dần không khống chế được khiến hắn tràn ngập nguy cơ. Hôm nay lâm triều có việc kỳ tấu, không việc bãi triều. Hạ Thiên Túng uể oải phất tay một cái. Thái tử Điện Hạ Thần có việc khởi bẩm mục cảnh thước ra khỏi hàng, cúi người hành lễ. Thừa tướng có chuyện gì khởi bẩm Hoài thành năm nay lũ lụt bách tính khổ không thể tả xiết vốn đã chi ngân sách cứu tế nhưng lại chậm chạp không thấy phát chuyện này là thái tử điện hạ tự mình đốc thúc. Mời thái tử điện hạ cho một lời giải thích. Hạ thiên túng nhíu mày trong khoảng thời gian này một cảnh thức công khai phản đối rất nhiều cách làm của hắn trong chiều. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy do chính kiến không hợp, bây giờ sợ là có ý làm khó dễ. Chuyện này đúng là do ta đốc thúc khoản cứu tế đã phát đi, còn trên đường xảy ra sai lầm gì thì ta sẽ đi điều tra. Chuyện này không cần tra nữa, hạ quan đã thay thái tử điện hạ tra được kết quả. Mục Cảnh Thước nói xong, trực tiếp xuất ra một quyển sổ sách, lật vài tờ. Chuyện cứu tế là do đại thần đắc ý của thái tử điện hạ Vương Kha tự mình xử lý, đây là chứng cứ hắn tham ô, mời thái tử xem, mời chư vị xem mục cảnh thức trực tiếp mở sổ sách ra đưa cho tất cả mọi người xem, từng việc từng việc từng khoản chi từng ghi chép. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến không nói nên lời. Nhưng vào lúc này, Vương Kha bỗng nhiên ra khỏi hàng quỳ xuống trên mặt đất dập đầu. Thái tử điện hạ mau cứu thần. Thần đều là phụng mệnh hành sự A. Thần không có tham ô bỏ túi riêng. Vương Kha liều mạng dập đầu trên đất cái đầu đều bị đập tới chảy máu, rất có tư thế đầu rơi máu chảy. Hạ Thiên Túng kinh ngạc lui lại mấy bước vội vàng không kịp chuẩn bị. Mấy ngày nay, hắn lao tâm lao lực xử lý quốc sự hoàn toàn thật không ngờ sẽ bị người ta gài bẫy. Ý ngươi là ta tham ô số tiền lớn này, Thái tử Điện Hạ, ngài là người rõ nhất mà. Vương Kha liều chết cắn Hạ Thiên Túng không tha. Hạ Thiên Túng trợn mắt há mồm, kẻ đã từng là tâm phúc của hắn lại chẳng biết lúc nào đã phản bội hắn. Chuyện này không phải ta gây ra, ta nhất định sẽ tra ra manh mối bãi chiều, hạ thiên túng vung tay lên lại không có bất kỳ một quan viên nào nhúc nhích. Thái tử điện hạ, việc này sợ rằng không ổn đâu. Sự tình liên lụy tới ngài, ngài phải tránh nghi ngờ mới phải. Mục cảnh thước cong môi cười nói, thái tử điện hạ khổ cực chăm lo đất nước không bằng cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi thần điều tra rõ chân tướng trả lại trong sạch cho ngài. Người, người đang ép ta, đang đoạt quyền, mục cảnh thước cười sau lưng lão ta, tất cả đại thần đều quỳ xuống, mời thái tử điện hạ tĩnh dưỡng, thừa tướng chủ sự. Hạ thiên túng cực kỳ khiếp sợ, hắn tức giận chỉ một cảnh thức nghịch thần, nghịch thần. Bắt lại cho ta, nhưng mà thị vệ hoàng cung bốn phía lại không ai nhúc nhích. Trên kim loan điện, hạ thiên túng tư cố vô thân, lúc này xem như hắn đã hiểu, một cảnh thước đang bước vua thoái vị. chương 179, máu chảy thành sông một. Hắn vạn lần không ngờ, chính mục cảnh thước lại chọn thời điểm này bức vua thoái vị. Càng không nghĩ đến, văn võ bá quan, hoàng cung thị vệ lại không ai nghe hắn. Hạ thiên túng lui lại một bước, toàn bộ tinh thần suy sụp. Mẫu hậu vừa mới mất, phụ hoàng bệnh không nhẹ, Giang Sơn vừa mới sao vào tay hắn, hắn liền vứt nó đi. Hắn còn mặt mũi nào đối mặt phụ hoàng, đối mặt liệt tổ liệt tông, đối mặt bách tính ly quốc lòng lang giả thú, lòng lang giả thú, từng kẻ các ngươi. Vậy mà liên thủ bức vua thoái vị. Hạ thiên túng thống khổ cười ha hà, hạ ra gia giang sơn phải đổi chủ sao. Thái tử điện hạ, xin ngài bảo trọng, giao ngọc tỷ truyền quốc thần sẽ thay ngài điều tra rõ tất cả. Mục cảnh thước tiến lên một bước lần nữa ép sát. Ngươi mơ tưởng à, hạ thiên túng từ chối thẳng thắn. Mời thái tử điện hạ giao ngọc tỷ truyền quốc. Văn võ bá quan, hoàng cung thị vệ nhất tề hô to, bức bách hạ thiên túng. Hạ thiên túng lui lại một bước ngã nhào trên đất, hắn khiếp sợ nhìn những khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ này mà đau lòng. Thái tử điện hạ, giao ra đây đi, mục cảnh thước cười nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng bánh xe lan truyền đến từ trong tiên môn cạnh Long ỉ hạ triều ca đẩy hạ hạo miểu đi tới. Văn võ bá quan đều là khiếp sợ không thôi mục cảnh thức nhíu mày lại không ngờ tới biến số này nhưng hắn biết hạ hạo miều đã bại liệt nên cũng không sợ hãi một hạ triều ca có thể làm chuyện gì phụ hoàng triều ca các người sao lại tới nơi đây rất nguy hiểm phản ứng đầu tiên của hạ thiên túng là đứng dậy đi tới trước mặt hạ triều ca cùng hạ hạo miểu hạ triều ca lách qua hắn đi tới trước mặt văn võ bá quan làm sao nhìn thấy hoàng tượng chẳng lẽ không nên quỳ phụ hoàng ta vẫn còn, hạ ra giang sơn lúc nào đến phiên họ mục làm chủ. Hạ triều ca lớn tiếng chất vấn, thần sắc uy nghi. Thừa tướng, ngươi muốn cầm đầu tạo phản sao? Không quỳ phụ hoàng ta sao? Hạ triều ca trực tiếp nhằm vào mục cảnh thước đứng đầu. Sắc mặt mục cảnh thước trắng nhợt nhưng vẫn quỳ xuống, hắn quỳ một cái, văn võ bá quan cũng quỳ theo. Thấy một màn như vậy, hạ hạo miểu đau lòng rơi nước mắt hắn phát ra tiếng ô ô, muốn hạ triều ca cùng hạ thiên túng rời đi. Chỉ khi có người nghe lệnh, hoàng quyền mới là hoàng quyền. Lòng người không ở đây thì chẳng là cái thá gì nữa. Mục cảnh thước mang theo văn võ bá quan quỳ xuống hành lễ, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Khấu kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đứng lên đi hạ triều ca lạnh mặt nói. Tất cả mọi người đứng lên. Không biết lúc này trường công chúa mang hoàng thượng lên đây là có ý gì? Mục cảnh thước hỏi, thế nào, phủ hoàng ta không thể thượng triều sao? Hiện tại triều đình là do mục cảnh thước ngươi định đoạt sao? Trưởng công chúa không cần dương cung bạt kiếm, tất nhiên hoàng thượng ở đây thì chúng ta liền nói sự thật thôi. Mục cảnh thước chỉ vào sổ sách trên mặt đất còn nói một lần việc vương kha đăng quy. Sắc mặt hạ thiên túng tái nhợt, hạ hạo miều thống khổ, chỉ có mình hạ triều ca mặt không đổi sắc tham ô là việc lớn, nhưng có việc còn lớn hơn so với tham ô tội ác ngập trời chưa được xử lý. Chuyện này không vội, trưởng công chúa có ý gì? Mục cảnh thức cao mày. Hạ triều ca đưa tay tố y đặt trên mặt đất một cái hộp, mở hộp ra, một quyển sổ sách xuất hiện ở bên trong. Cái này là sổ sách cha ra trong nhà thị lang bộ hộ. Bên trong ghi lại toàn bộ chứng cứ thừa tướng tham ô, hối lộ quan viên, kết bè kết cánh, muốn lấy thúng úp voi. chương 180, máu chảy thành sông hai Tố y lật sổ sách ra, bên trong ghi lại rõ ràng tất cả người và việc. Các vị đại nhân tự nhìn xem phía trên có tên mình không? Hạ triều ca cười nhạt. Sắc mặt mục cảnh thước trắng bệch nhưng mười phần chấn định toàn bộ kim loan điện đều trong khống chế của lão ta. Hạ triều ca nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ là lão ta chưa từng nghĩ tới kẻ cướp đi sổ sách không phải hạ thiên túng mà là hạ triều ca. Điều này làm lão ta bất an nhất là cho tới nay, trong danh sách địch nhân chưa từng có tên công chúa điêu hoa hạ triều ca này. Sắc mặt văn võ bá quan đều khó coi, nhưng thừa tướng chưa ngã. Bọn họ cũng cố chấn định. Sổ sách này ai biết thật hay giả. Trường công chúa cứ bôi nhọ vi thần như thế không thích hợp nha. Mục cảnh thước trầm mặt nói. Có phải là thật hay không thì điều tra sẽ rõ. Không bằng thừa tướng trở về tĩnh dưỡng đợi ta tra ra cái chân tướng trả lại sự trong sạch cho ngươi. Hạ Triều ca cười lạnh trả lại toàn bộ lời mục cảnh thước. Sắc mặt mục cảnh thước trầm xuống, trường công chúa chớ vọng luận triều chính vậy ngươi ý là để hoàng huynh ta lập lại lời nói một lần nữa. Hạ triều ca cười nhạt. Mục cảnh thước lúc này mới nghiêm túc quan sát hạ triều ca, so với khí phách cùng uy nghi, hạ triều ca đều mạnh hơn hạ thiên túng cùng hạ hạo miều. Hạ thiên túng chưa trưởng thành, hạ hạo miều quá mức nhân từ mà hạ triều ca, đáng tiếc chỉ là một công chúa, nếu không, hạ gia còn có có thể nghịch thiên lần nữa. Công chúa chớ đùa, hoàng thượng long thể bất an, người nên sớm mang ngài trở về đi. Trở về, xem ra, chỉ là tham ô kết bè kết cánh, còn chưa đủ để thừa tướng sợ ha. Hạ triều ca vung tay lên, tố y lại đưa một cái hộp lên mở ra, một đảo thánh chỉ sáng loáng nằm bên trong. Vậy nếu như là bí mật mưu đồ tạo phản, thông đồng người ngoài bán nước thì sao? Hạ chiều Ca cầm lấy thánh chỉ mở ra. Thừa tướng đại nhân, đây là tự ngươi ký hiệp ước cùng tam hoàng tử càng quốc ngươi sẽ không quên chứ. Chẳng những phải trả lại ba tòa thành trì cho ly quốc nghị hòa, còn bù thêm năm tòa thành. Hoàng kim trăm vạn lượng, phóng bút to nhì. Vì dục vọng của bản thân mình, ngay cả quyền lợi của ly quốc đều có thể hy sinh, ngươi có còn lương tâm hay không? Nghe nói thế, thần sắc văn võ bá quan đại biến, rất hiển nhiên bọn họ vốn không ngờ tới một cảnh thước lại tư thông cùng địch phỉ nhiên. Một cảnh thước sắc mặt triệt để căng ra, lão đưa tay đoạt lấy thánh chỉ ném xuống đất. Nếu ta nói là đây là giả thì trưởng công chúa có tin hay không? Vừa nói vừa dẫm lên thánh chỉ, có thể nói kiêu ngạo tột cùng. Một cảnh thước ngẩng đầu nhìn hạ triều ca, dáng vẻ khí thế dọa người. Đổi thành người khác đã sớm sợ đến lùi lại, hoặc là tức giận đến run. Sau đó, sắc mặt hạ triều ca không thay đổi bên môi cong lên một nụ cười nhạt ta không tin vừa dứt lời đột nhiên ánh kiếm lóe lên hạ chiều ca rút nhuyễn kiếm bên hông ra một kiếm đâm vào ngực mục cảnh thước chỉ cách tim một chút mục cảnh thước khiếp sợ chừng lớn hai mắt thân thể nghiêng qua ngã xuống đất máu chảy ồ ạt ngươi ngươi hai mắt mục cảnh thước tức giận không thể tin được một màn này ai cũng không đoán được Hạ Triều ca vậy mà không nói hai lời liền rút kiếm giết người, văn võ bá quan sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy, biến hóa này tới quá nhanh khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị. Muốn đoạt quyền, trước tiên phải còn sống. Mục cảnh thước cảm giác sắp thành lại bại thế nào? Hạ Triều ca dẫm một chân lên ngực mục cảnh thước, vung trường kiếm nhỏ máu tươi tí tách. chương 181, máu chảy thành sông ba. Một màn này chẳng những dọa chết văn võ bá quan, ngay cả hạ thiên túng cùng hạ hạo miểu đều bị kinh ngạc cực kỳ. Ngươi, hạ, triều ca, mục cảnh thước há miệng thở hắt ra, ngay cả lời cũng không nói hoàn chỉnh nổi. Đột nhiên có một quan viên lao tới, người này chính là tâm phúc của mục cảnh thước thượng thư đồng minh. Hắn tức giận chỉ hạ triều ca, dám hành hung trên kim loan điện, người đâu? Mau bắt lại ả à cho ta. Đồng minh vừa dứt lời, thị vệ hoàng cung bốn phía quả nhiên có hành động. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp xông lên, ánh kiếm đã lóe lên, đầu đồng minh cứ thế bị người ta chặt xuống. Đầu người lan xuống, máu chảy thành sông, dọa tất cả mọi người choáng váng. Không ai từng nghĩ công chúa điêu ngoa hạ triều ca từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt vậy mà quả quyết sát phạt, ra tay tàn nhẫn. Thấy rồi chứ, mục cảnh thước, ngươi còn sống không phải do ta ra tay không chuẩn đâu. Mà là ta muốn ngươi nhìn tận mắt kế hoạch ngươi âm mưu nhiều năm qua từng bước tan vỡ thế nào." Hạ Triều Ca cười nhạt, trường kiếm trong tay vung lên, máu văng khắp nơi. "Còn ai muốn ra lệnh không?" Hạ Triều Ca vừa hỏi, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Một màn Đồng Minh vừa mới bị chém đầu còn rõ mồn một trước mắt, lúc này ai dám động đậy nữa? Không ai dám xuất đầu, mục cảnh thước gần như bỏ mạng, rắn mất đầu. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có ai dám động đến Hạ Triều Ca rõ ràng toàn bộ kim loan điện đều là người của bọn họ sao lại thua đến mức này đừng quản ta giết ả à mục cảnh thước liều mạng nói ra mấy chữ này có thể thấy lão ta cực kỳ hận hạ triều ca vào lúc không ai dám nhúc nhích đột nhiên thống lĩnh thị vệ hoàng cung động đậy hắn dẫn đầu tiến lên tấn công hạ triều ca đồng thời thị vệ phía sau hắn cùng lên chuẩn bị bắt lấy hoàng đế cùng thái tử lúc này tố y cũng hành động nàng bình tĩnh bảo vệ bên người hạ hạo miểu cùng hạ thiên túng mà hạ triều ca đánh cùng thị vệ thống lĩnh đám quần thần vốn cho rằng rốt cuộc sẽ kết thúc được ba kẻ hạ ra lúc bọn chúng còn chưa kịp cười đã tuyệt vọng trước thị vệ thống lĩnh võ công trác tuyệt bất phàm lại không đỡ nổi năm chiêu của hạ triều ca một kiếm bị mất mạng đồng thời có tối y tại đây những thị vệ kia gan bàn không có cách tới gần hoàng đế cùng thái tử. thống lĩnh vừa chết tất cả thị vệ lui lại cực nhanh thần sắc bàng hoàng sợ hãi không ai nghĩ đến trường công chúa sống an nhàn sung sướng vậy mà lại biết võ công, hơn nữa còn cao tới mức đáng sợ. Ngay cả hạ hạo miều cùng hạ thiên túng cũng hoàn toàn không biết. Hạ triều ca dưới chân đã có thêm vài thi thể còn có một cảnh thước đang hấp hối. Kim loan điện máu chảy thành sông, sát thần hạ triều ca ra tay giết người cực kỳ lưu loát. Còn muốn thử không? Còn ai dám lên nữa? Không ai trả lời câu hỏi của hạ triều ca. Sắc mặt tất cả mọi người trắng bạch lạnh run người đây là màn máu tanh nhất tàn nhẫn nhất mà những kẻ đang sống an nhàn sung sướng ở kinh thành gặp qua hôm nay ở chỗ này ta muốn nhìn xem kẻ nào dám động đến phụ hoàng và hoàng huynh của ta tất cả mọi người câm như hến một mảnh yên lặng nhưng vào lúc này bên ngoài kim loan điện tiến vào một đội quân bước đi chỉnh tề sắc mặt đằng đằng sát khí vây lại toàn bộ kim loan điện trong quân đội mở ra một con đường trình phi dương dẫn đầu đi tới quỳ xuống đất ngay sau đó, một tiếng xe đẩy truyền đến, hề minh húc chậm rãi vào kim loan điện. Kinh đô tuần phòng doanh, hoàng cung ngự lâm quân, kinh giao chú quân tất cả đã đền tội, vì thần cứu giá chậm trễ. Xin hoàng thượng thứ tội. mươi 182, máu chảy thành sông 4. Hề Minh Húc xuất hiện, từ đó kết thúc hoàn toàn một trận bức vua thoái vị âm thầm từ Bắc Cương điều động hề ra quân đến khống chế toàn bộ Kim Loan Điện, toàn bộ Hoàng Cung, toàn bộ Kinh Đô. Tiêu diệt tất cả thế lực của mục cảnh thước. Mục cảnh thước triệt để thất bại. Lão ta chợt cười to, không để ý chút nào đến thương thế của mình. Hắn vừa ho ra máu vừa hét to, thắng thì thế nào? Thua thì thế nào? Giang Sơn này là của họ mục ta, hạ hạo miểu, người nói đúng không? Hạ hạo miểu kích động đến ho khan. Các ngươi đều không biết thật mục cảnh thức còn chưa có nói xong hạ triều ca liền vung kiếm lên trực tiếp xóa hủy yết hầu kết thúc đời này của lão hạ hạo miểu khiếp sợ nhìn hạ triều ca trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ nghi hoặc một kiếm của nàng đã che đậy chân tướng phía sau hạ hạo miểu không nhịn được ho khan sắc mặt tái nhợt hai mắt khép lại bất tình càn khôn cung trước giường bệnh hạ hạo miểu hạ triều ca cùng hạ thiên túng đang chờ sau khi hề minh húc vào Hạ Triều Ca ghé vào bên giường, vẻ mặt có chút khổ. Thấy Hề Minh Húc đến, Hạ Triều Ca đứng dậy định ra ngoài nói chuyện với hắn, lại nghe một tiếng hắng giọng Hạ Hạo Miều tỉnh lại. Phụ Hoàng, người không sao chứ? Hạ Triều Ca vội trở lại bên cạnh Hạ Hạo Miều, cầm tay ông. Hạ Hạo Miều nháy nháy mắt tỏ ý không sao cả. Phụ Hoàng, thật xin lỗi, nhi thần phụ gửi gắm cửa người. Hạ Tiên Túng ghé vào bên giường Hạ Hạo Miều khóc thất thanh. Hạ Triều Ca đột nhiên cảm thấy đau lòng từ khi mẫu hậu tự sát. Phụ hoàng bệnh nặng tới nay, toàn bộ khó khăn đều rơi trên lưng Hạ Thiên Túng. Hạ Hạo Miểu chỉ mới 40 tuổi, Hạ Thiên Túng còn trẻ, huynh ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên trời sập xuống, một mình huynh ấy phải chống đỡ. Chống cũng không nói gì, một cảnh thức còn tạo phản đoạt quyền, mỗi ngày Hạ Thiên Túng bận rộn sứt đầu mẻ chán vốn không dành để ý nhiều như vậy. Nếu không phải Hạ Triều Ca đúng lúc chạy tới còn không biết huynh ấy sẽ bị bức thành dạng gì nữa. Hoàng huynh của nàng thay nàng cõng nồi, theo nàng trèo tường, đã bao giờ chịu đắng cay như vậy? Hạ uyển tình đã tới, hạ hạo miều nhất định đã biết thân thế hạ thiên túng trong lúc nhất thời. Hạ thiên túng phải xử trí thế nào đây? Bỗng nhiên, ngón tay hạ hạo miều động đẩy ông nhẹ nhàng gõ vào mơ u bàn tay hạ thiên túng, ý bảo hắn chớ tự trách. Hạ thiên túng ôm hạ hạo miều, hai cha con rơi lệ đầy mặt nào còn uy nghi của quốc quân cùng thái tử, tới hạ triều ca nhìn mà còn không đành lòng. Ô ô ô, hạ hạo miểu cực lực muốn nói gì nhưng lại không phát ra được âm thanh. Hạ triều ca nắm chặt tay ông, nhìn biểu tình ông biến hóa. Phụ hoàng muốn nói, hết thảy đều không trách hoàng huynh có đúng không? Hạ hạo miểu nháy nháy mắt. Bất cứ lúc nào chỗ nào, hoàng huynh đều là nhi tử kiêu ngạo nhất của phụ hoàng, có đúng không? Hạ hạo miểu nháy nháy mắt. Hoàng Huynh, Huynh cũng nghe được rồi chứ. Tỉnh lại đi, hết thầy đều sẽ đi qua. Hạ Thiên Túng gật đầu, hắn nói, Phụ Hoàng yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho người, bảo vệ tốt cho Triều Ca, bảo vệ tốt cho Giang Sơn Hạ gia này. Hạ Hạo Miểu nháy nháy mắt, sau đó ông dương mắt nhìn về phía Hạ Triều Ca cùng Hề Minh Húc. Minh Húc qua đây Hề Minh Húc ngồi lên xe lăn tới. Hạ Hạo Miểu còn ô ô ô nói một chuỗi phụ hoàng ý người muốn con và Minh Húc sau này phải luôn sống tốt phải không? Hạ hạo miểu nháy nháy mắt nước mắt chảy xuống rơi vào trên gối. Hoàng thượng, Minh Húc cam đoan cả đời này sẽ không cô phụ triều ca. mươi 183, mất người thân một. Hạ hạo miểu vui mừng nháy nháy mắt ông nhìn hạ thiên túng một chút rồi lại quay đầu nhìn về phía hạ triều ca. Hai mắt ông mê ly, ông há miệng rất muốn nói gì thế nhưng a a a hồi lâu cũng không nói nên lời tim hạ chiều ca bỗng nhiên đập mạnh nàng có một loại dự cảm không tốt phụ hoàng người cứ nghỉ ngơi cho tốt được không còn sẽ nhờ sư phụ đến ông ấy nhất định có thể chữa khỏi cho người người chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi cũng không biết hạ hạo miều có nghe hạ chiều ca nói chuyện hay không ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hạ chiều ca hai mắt mơ màng kiên trì muốn mở miệng lòng hạ chiều ca càng ngày càng hoảng loạn nàng nắm chặt tay hạ hạo miều như muốn nói cái gì lại nghe hạ hạo miều run rẩy giọng nói khàn khàn mơ hồ nói hai chữ tâm lăng một tiếng cuối cùng nói ra thân thể hạ hạo miều tê liệt nhẹ buông tay hai mắt nhắm lại phụ hoàng phụ hoàng hạ chiều ca tê tâm liệt phế gào lên nàng tự tay dò xét hơi thở hạ hạo miều không có dò xét nhịp tim của ông không có dò xét mạch của ông vẫn không có Phụ hoàng, hạ triều ca kêu khóc ấn tim để hạ hạo miều sống lại. Nhưng cuối cùng chỉ phí công, hạ thiên túng nhìn không được. Một tay ôm lấy hạ triều ca. Triều ca, đủ rồi, đủ rồi, phụ hoàng đi thật rồi. Hạ triều ca ngừng tay khóc thất thanh, toàn bộ tầm điện chỉ có tiếng khóc, hoàng cung rơi vào một mảnh sương mù. Tổng quản thái giám truyền báo, hoàng thượng băng hà từng tầng một truyền đi. Sau khi bình định phản loạn một cảnh thước chỉ còn lại một đám đại thần quỳ bên ngoài càn khôn cung trên linh đường hạ hạo miều, hạ triều ca cùng hạ thiên túng quỳ gối phía trước khóc dòng. Các đại thần sống sót sau tai nạn cũng kêu khóc, không biết là khóc do mình sống sót hay là khóc do ly quốc đổi vua. 16 năm sủng ái tái hiện trước mắt hạ triều ca, mất đi tất cả khiến cho nàng đau khổ vạn phần. Rốt cuộc nàng vẫn thành cô nhi, triều ca trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay muội cũng không chợp mắt mệt mỏi lắm rồi. Hạ thiên túng không nỡ vỗ vỗ tay hạ triều ca hạ triều ca lắc đầu làm sao nàng ngủ được hiện tại chỉ còn lại huynh muội chúng ta nếu muội suy sụp thì ta phải làm sao bây giờ hạ triều ca không nói lời nào trong khoảng thời gian ngắn như thế trải qua hai lần mất người thân kiên cường tới đâu cũng sẽ gục ngã hạ tiên túng ngẩng đầu nhìn hề minh húc phía sau hề minh húc thở dài một tiếng điểm huyệt hạ triều ca từ sau lưng để cho tố y ôm nàng đưa về phòng hề minh húc bây giờ đại cục đã định hậu sự lại không ít trong khoảng thời gian này sợ rằng phải làm phiền ngươi. Thái tử khách khí rồi, Minh Húc tất nhiên sẽ tận lực. Hề Minh Húc gật đầu một cái rồi rời khỏi linh đường. Hạ thiên túng quỳ thật lâu trên linh đường, hắn luôn không rõ. Một gia đình đang vui vẻ sao lại biến thành thế này? Mẫu hậu chết thế nào, bệnh tình phụ hoàng sao bỗng nhiên lại nặng thêm, địch phì nhiên bỗng nhiên rời đi, hạ uyển tình đột nhiên biến mất, mục cảnh thước bỗng nhiên bức vua thoái vị những việc này thật sự không có liên quan với nhau sao? Hắn bận việc quốc sự nên không dành đi điều tra, trong lúc nhất thời, hắn cũng mơ màng. Sau khi giữ linh đường ba ngày, Hạ Thiên Túng đứng dậy đi xử lý quốc sự. Nhưng mà hắn còn chưa đi tới ngự thư phòng thì có một cung nữ ngăn ở phía trước. Nô tỳ tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Khởi bẩm Thái Tử Điện Hạ, Nô tỳ là cung nữ bên cạnh nhị công chúa. Nhị công chúa sai cho nô tỳ nói cho thái tử điện hạ nếu thái tử muốn biết chân tướng. Người ở thành lâu chờ ngài. mươi 184, mất người thân hai. Hạ tiên túng cau mày một cái, hắn đã sớm cảm thấy lúc này muôn vàn điểm đáng ngờ, chỉ là hắn luôn không tìm được phương hướng. Bây giờ hạ uyển tình mất tích trường mấy ngày rốt cuộc lại xuất hiện, gặp nàng ta nói không chừng có thể giải quyết rất nhiều điểm đáng ngờ một cách dễ dàng dẫn đường vâng thái từ điện hạ, tỷ nữ kia dẫn hạ thiên túng đi tới cổng thành. Trên cổng thành thật cao, một bóng lưng khoác áo choàng xuất hiện trước mắt hạ thiên túng. Đợi hắn đi lên thì hạ uyển tình đã chậm rãi xoay người lại. Lúc thấy hạ uyển tình, hạ thiên túng cực kỳ kinh ngạc. Vốn là một đóa lan xinh đẹp mềm mại lại dịu dàng. Vậy mà hạ uyển tình lại biến thành dạng này. Dưới hai mắt khóe mắt của nàng ta có chút quầng đen, hốc mắt hãm sâu, mặt xanh xao, môi trắng bệch nhìn tinh thần có vẻ rất kém. Hơn nữa, trên người nàng mặc y phục cung nữ, toàn thân y phục cung nữ lấm bẩn. Uyển Tình, muội đi đâu vậy? Muội thế này là sao? Hạ tiên Túng nghi hoặc. Hạ Uyển Tình cười, cười đến thê lương, châm chọc giữ tợn. Ta đi đâu? Ta trốn đông trốn tây trong hoàng cung, nơm nớp lo sợ sống qua ngày nực cười rằng ta đường đường là công chúa của một nước lại giống như chuột chạy cùng đường trốn đông trốn tây. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ tiên túng cau mày hỏi. Toàn bộ đều nhờ hoàng muội thân yêu của ngươi, hạ triều ca ban tặng đó. Hạ uyển tình cười ha hả ả à và hề minh húc cấu kết với nhau làm việc xấu, giang sơn hạ ra sắp đổi chủ rồi. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Ta nói bậy, là ngươi chẳng hay biết gì, chỉ một mình ngươi chẳng biết gì mà thôi. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Ngươi biết hoàng hậu chết thế nào không? Bà ta tự sát, còn giá họa cho Hạ Tuyết Mạn. Sắc mặt Hạ Thiên Túng trắng nhợt, cực kỳ khiếp sợ, hắn lập tức phản bác, làm sao có thể, mẫu hậu ta đang yên đang lành sao lại tự sát? Vì ngươi đó, Hạ Uyển Tình buồn cười nhìn Hạ Thiên Túng, ta không có tâm tình nghe ngươi nói bậy. Hạ Thiên Túng nói xong xoay người rời đi người có thể không tin nhưng sự thật chính là sự thật không tin ngươi cứ hỏi hạ triều ca à tận mắt thấy hoàng hậu tự sát mà lại giấu giếm không báo lẽ nào không có ẩn tình gì sao hạ thiên túng dừng bước hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hạ uyển tinh lẽ nào ngươi không hiếu kỳ vì sao phượng nghi cung cháy mà chỉ có một mình hoàng hậu chết khi đó hạ triều ca rõ ràng ở cùng bà ta còn có nhiều cung nữ hầu hạ bà ta nhưng tất cả mọi người đều sống chỉ một mình bà ta chết thôi ngươi nói đi hạ tiên túng triệt để bình tĩnh lại. Bởi vì bà ta tự sát cho nên bà ta phân phát công nhân, đẩy hạ triều ca ra ngoài. Vì sao? Vì lừa gạt thân thế của ngươi, 20 năm trước. Trước khi hoàng hậu gả cho hoàng thượng từng bỏ trốn theo mục cảnh thước. Hạ tiên túng nghe nói thế, khiếp sợ lui lại một bước thân thể có chút mềm nhũn. Ngươi là con trai mục cảnh thước, hạ triều ca mới là con gái hạ hạo miều. Ngươi nói bậy, hạ tiên túng hét lên hắn hoàn toàn không tin, cũng không thể tiếp thu. Ta nói bậy, chuyện này tất cả mọi người biết, trừ ngươi, chỉ có một mình ngươi chẳng hay biết gì. Hạ Uyển Tình nhìn sắc mặt Hạ Thiên Túng tái nhợt, thần sắc thống khổ. Trong lòng có một loại vui vẻ ùa tới, khóe miệng ả à tràn ra một nụ cười âm trầm. Mục cảnh thước muốn đoạt quyền bức vua thoái vị, lấy bí mật này đi bức bách hoàng hậu hạ dược phụ hoàng, vì bảo vệ ở bí mật này mà bà ta mới phóng hòa tự sát. Không, không phải. chương 185, mất người thân ba. Ngoài miệng ngươi nói không phải thế nhưng trong lòng ngươi đã tin, Hạ Thiên Túng, ngươi là con trai của nghịch thần mục cảnh thước. Hạ Uyển Tình từng bước ép sát, sắc mặt ả à dữ tợn. Khiến khuôn mặt tái nhợt tăng thêm vài phần đáng sợ. Mục cảnh thước vì mưu phản mà tính kế hại chết phụ hoàng và hoàng hậu, sau đó bức vua thoái vị. Hạ triều ca cùng hề minh húc xuất hiện, khiến lão ta sắp thành lại bài ôm hận mà chết dù phụ hoàng vừa chết ngươi liền cái vị tiên hạ hạ gia này vẫn mang họ mục hạ thiên túng vì một mình ngươi mà chết nhiều người như vậy kết quả là ngươi cũng là đồng lõa của một cảnh thước cướp đoạt giang sơn hạ gia ha 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 hạ thiên túng nếu ta là ngươi nếu ta còn có lương tâm ta sẽ chẳng không cần mặt mũi mà chiếm lấy vị trí này sắc mặt hạ thiên túng trắng bệch từng bước lui lại toàn thân toát mồ hôi lạnh trong lòng run rẩy Tất cả mọi người gạt ngươi, tất cả mọi người vì muốn tốt cho ngươi. Chính ngươi liền thật sự ngồi an ổn sao? Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Hạ tiên túng hét lên. Nhưng cảm xúc của Hạ Uyển Tình đã không khống chế được, hai trong mắt có thêm vài phần điên cuồng, không có một chút ý tứ dừng lại. Ngươi cho rằng phụ hoàng chết, ngươi kế vị thuận theo tự nhiên. Sao ngươi không nhìn một chút, hiện tại Giang Sơn đang trong tay ai? Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Ngươi không hiểu sao? Lúc trước một cảnh thước một tay khống chế toàn bộ triều đình, hoàng cung, kinh đô, trừ một cái danh thái tử thì ngươi còn có cái gì? Một cảnh thước tạo phản, là ai thay ngươi bình định, là hạ triều ca cùng hề minh hốc, ngươi đã làm được gì? Hiện tại toàn bộ triều đình, hoàng cung, kinh đô, thậm chí toàn bộ ly quốc đều bị khống chế trong tay ai, ngươi không biết sao? hô hấp của hạ thiên túng dần dần nhanh lên, toàn bộ đại não đều loạn kêu ong ong, hắn cảm giác toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ. Chỉ cần Hề Minh Húc có một ý niệm trong đầu, Hạ Thiên Túng ngươi có thể thắng hắn sao? Hắn muốn đoạt lấy Giang Sơn này dễ như trở bàn tay. Trước đây, Lý Quốc còn có một cảnh thước ngăn được Hề ra. Bây giờ một cảnh thước vừa chết, Hề ra liền trở thành gia tộc đệ nhất rồi. Suy nghĩ một chút, mẫu thân Hề Minh Húc chết dưới tay Hạ ra, hắn dựa vào cái gì mà phải thay kẻ thù mình bảo vệ Giang Sơn này? Thân thể Hạ Thiên Túng tê liệt ngã xuống, hắn nhắm hai mắt lại vẻ mặt tuyệt vọng. Từ xưa tới nay, hắn chưa bao giờ bồi dưỡng thế lực cho mình là vì không muốn phụ hoàng khó xử. Ly quốc chỉ có một hoàng tử là hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kế vị. Tất nhiên không chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ chuyên cần một mặt trị quốc. Bây giờ lời hạ uyển tình như một chậu nước lạnh triệt để dội vào hắn. Hạ gia vô hậu, Giang Sơn đã sớm đổi chủ. Hắn là con trai nghịch thần, hại chết phụ hoàng mẫu hậu thương yêu hắn. Hắn còn mặt mũi nào đi kế thừa đế vị? Dù sao cũng đổi chủ, đổi ai mà không được. Đột nhiên, Hạ Thiên Túng cười ha hả, thân thể liên tục lui về phía sau, một mực lui đến tường thành. Hạ Uyển tình thấy Hạ Thiên Túng đã thất thần, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Trong lòng có một loại vui vẻ lan tỏa toàn thân. Chết đi tốt nhất các ngươi đều chết hết đi. Ánh mắt Hạ Uyển tình như một con rắn độc chui vào người Hạ Thiên Túng. Nhưng vào lúc này, tỷ nữ của ả à vội vã chạy từ dưới cổng thành tới. Nhị công chúa, trường công chúa chạy về phía này. Đi mau. Thần sắc Hạ Uyển Tình biến đổi, liếc mắt nhìn Hạ Thiên Túng thất hồn lạc phách ả à vội vã đi xuống cổng thành từ một con đường khác. Chương 186, mất người thân 4. Sau khi Hạ Triều Ca chạy tới trên cổng thành, Hạ Thiên Túng đã đứng cạnh tường thành. Hai mắt hắn trống rỗng vô thần, khuôn mặt chật vật, hoàn toàn không có thần thái ôn hòa sáng láng ban đầu. Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy? Ở đây gió lớn lắm, huynh mau trở về với muội đi. Tâm hạ chiều ca loạn lên, nàng tiến lên mấy bước kéo hạ thiên túng về. Đừng tới đây, chiều ca muội đừng qua đây. Hạ thiên túng lại đến sát tường thành vài phần, mắt thấy hắn sắp ngã xuống. Tim hạ chiều ca như treo lên. Được muội không đến thế nhưng Hoàng Huynh, Huynh xuống trước có được không? Chiều ca ta đã hại chết rất nhiều người phải không? khóe mắt hạ tiên túng ướt át thần sắc đau thương. Hoàng huynh, hạ uyển tình hại chết mẫu hậu, hại chết phụ hoàng, hiện tại lại tới hại huynh, sao huynh lại nghe lời à? Hạ triều ca không nhịn được gào khóc, thật sự là do ta hại chết mà phải không? Không phải, ả à mới là kẻ đứng sau, muội hối hận, hối hận không bóp chết ả à sớm hơn. Hạ triều ca nghiến răng nghiến lợi nói, triều ca, huynh biết muội luôn che chở huynh, như phụ hoàng mẫu hậu che chở huynh. Hoàng huynh, muội đã không còn phụ mẫu, chẳng lẽ huynh muốn ngay cả ca ca muội cũng mất luôn sao? Chẳng lẽ muốn để lại một mình muội sao? Hạ Triều ca kêu khóc lên tiếng, nàng chưa từng bi thương có như thế. Từ một cô nhi đến một tư mệnh, đến bây giờ là Hạ Triều ca, nàng sống lâu như thế, chưa từng đau khổ như vậy. Triều ca thật ra muội đã sớm biết đúng không? Muội biết huynh không phải nhi tử của phụ hoàng, huynh là nhi tử của nghịch thần mục cảnh thước đúng không? mẫu hậu biết, phụ hoàng cũng biết, đúng không? Hạ uyển tình biết, mục cảnh thức biết, ngay cả hề minh húc cũng biết, đúng không? Hạ chiều ca khóc lóc lau nước mắt, nàng nói. muội chỉ biết huynh là hoàng huynh của muội thôi. Chiều ca, nếu như không phải vì lừa gạt thân thế của huynh, mẫu hậu sẽ không chết, phụ hoàng cũng sẽ không bệnh nặng như vậy, hết thảy nguyên nhân đều bắt nguồn từ huynh. Vốn huynh cũng không nên sinh ra, đúng không? Không đúng, không đúng, không đúng. Hạ Triều Ca chạy tới, nhưng mà Hạ Thiên Túng lại leo lên tường thành trước nàng một bước. Hoàng Huynh, Huynh làm cái gì vậy, Huynh điên rồi. Sao Huynh cứ phải nghe ả à châm ngòi ly rán. Hạ Triều Ca hét lớn. Huynh không có đối mặt Hạ Triều Ca cuồng loạn, Hạ Thiên Túng lại tỉnh táo lại. Vậy sao Huynh còn không xuống? Triều Ca, đạo lý muội nói Huynh đều hiểu cả chẳng qua trong lòng Huynh rất thống khổ, Huynh không có cách nào đi đối mặt chân tướng. Cũng không có cách nào đối mặt chính mình. Hoàng Huynh. Muội muốn về sau huynh phải sống thế nào? Thân phận nhi tử của nghịch thần, chiếm lấy giang sơn hạ ra. Huynh là nhi tử của phụ hoàng, huynh họ hạ. Nhưng giang sơn này, đã sớm không phải họ hạ nữa rồi. Triều ca, trừ sự bao dung với mọi người, trừ cái danh phận thái tử, huynh chỉ có hai bàn tay trắng, huynh không gánh nổi giang sơn hạ ra này. Vậy muội giúp huynh, triều ca, có thể sinh ở hạ gia trải qua hai mươi năm hạnh phúc, huynh đã thỏa mãn rồi. Hoàng huynh, huynh muốn làm gì? để huynh làm chuyện cuối cùng giúp muội hoàng huynh huynh xuống đi chỉ cần huynh còn sống liền giống như cái gai chắn ngang giữa muội và hề minh húc hắn sẽ luôn đề phòng vị thái tử là huynh chỉ khi huynh rời đi hắn mới không cố kỵ muội nữa không không phải triều ca để huynh thành toàn cho muội một lần cuối cùng đi tân hoàng hậu ly quốc lời hạ thiên túng vừa rơi xuống thả người nhảy xuống tường thành chương 187, sừng đế một. Mí mắt hạ triều ca sắp nứt, vọt về phía trước một cái muốn chụp hạ thiên túng lại. Mắt thấy hạ triều ca sắp nhảy xuống theo, hai chân nàng bỗng nhiên bị người ta ôm lấy, cố gắng kéo lại. Hạ triều ca bị kéo lại, theo người sau lưng ngã xuống đất một chỗ. Hạ triều ca quay đầu thấy khuôn mặt tràn ngập lo lắng của hề minh húc. Trên tường thành cao cao, hạ triều ca cùng hề minh húc ngã nhào trên đất, xe đầy hắn lật lan vài vòng. Hạ triều ca nàng làm gì vậy hề minh húc ôm thật chặt hạ chiều ca cả người đều run rẩy nàng nhảy xuống thì ta phải làm sao bây giờ nàng có nghĩ tới hay không nàng biết không thiếu chút nữa thì ta không bắt được nàng rồi editor sao đọc tới câu này thấy nhói lòng thế nhỉ hạ chiều ca không ngừng rơi lệ đôi mắt vì khóc vừa đỏ vừa sưng nghe hề minh húc trách cứ nàng không nói được một lời chỉ biết khóc nàng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì cả Chờ mắt nhìn người thân từng người chết đi, vội vàng không kịp chuẩn bị, thật sự bất lực. Hề Minh Húc gắt gao ôm chặt Hạ Triều Ca trong lòng. Hạ Triều Ca khóc rất lâu, lâu đến khi khóc không thành tiếng, ít hầu khan khan, gần như mất giọng. Hề Minh Húc luôn ở bên nàng, không lên tiếng, cũng ngồi bất động. Rất lâu sau đó, Hạ Triều Ca bỏ ra từ trong lòng Hề Minh Húc nàng đỡ Hề Minh Húc dậy, để hắn ngồi lại xe lan dưới trời chiều, trên tường thành, bóng hạ chiều ca cùng hề minh húc kéo thật dài. Ánh chiều ta làm nổi bật trên mặt hạ chiều ca một loại bi thương khó nói lên lời, loang lổ phủ lên tường thành khiến cho người ta càng thêm nặng nề. Hạ chiều ca đặt hề minh húc ngồi trên xe lan, lấy binh phù ra trên người ra đưa cho hề minh húc. Hề minh húc ngẩng đầu nhìn hạ chiều ca, trong mắt là sự đau thương cùng cực. Minh húc xưng đế đi, tay hạ triều ca đang run rẩy tim cũng đang run rẩy theo nàng biết đây là lịch sử tất yếu không có máu tươi của một nhà hạ gia không cách nào có huy hoàng của hề minh húc thời đại tịnh thế mới đã định trước phải do hắn mở ra tính cách hạ hạo miều cùng hạ thiên túng đều quá mức bao dung ôn hòa thiếu sự tàn nhẫn của đế vương mới có thể bị người từng bước tính toán đến nay mà hề minh húc quả quyết sát phạt mưu lực hơn người thủ đoạn tàn ác mới có thể từng bước một đi tới vị trí khống chế toàn cục hôm nay ta biết chàng có thù hận với hạ gia, ta cũng biết chàng có dã tâm, ta cũng biết chàng có đủ thủ đoạn tới đoạt được tất cả những thứ chàng muốn đi. Hề Minh Húc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt chấn định, thần sắc nghiêm túc của hạ triều ca tim hắn đau như đang dì máu. Chàng sớm có thể động thủ rồi, nhưng chàng lại không làm, chàng ẩn nhẫn lâu như vậy, có thể với tay đến Giang Sơn nhưng chàng lại chậm chạp không hề động tay, phần tình cảm này ta rất hiểu. Hề Minh Húc hít sâu một hơi, bức tất cả nước mắt trở về. Minh Húc xưng đế đi, giang sơn này là của chàng. Vậy còn nàng, Hạ Triều Ca im lặng, nàng thì sao? Một công chúa vong quốc, làm tân hoàng hậu của ta có được hay không? Lời hứa hôn của phụ hoàng nàng vẫn còn, đừng hối hôn nữa có được hay không? Được. Hạ Triều Ca nhìn Hề Minh Húc nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hề Minh Húc tự tay tiếp nhận binh phù trong tay Hạ Triều Ca, cẩn thận vuốt ve trong bàn tay. Trên tường thành gió thổi nhẹ nhẹ, ánh chiều tà tàn mát tường thành loang lổ, bi thương lan tràn. Chẳng biết lúc nào, Trình Phi Dương đã đi lên tường thành, đi tới phía sau hai người. Khởi bẩm thiếu tướng quân, đã bắt được nhị công chúa phía dưới tường thành cách đó không xa.